lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 446, Nam Phụ giận đến mức muốn chửi thề. Người đàn ông đeo khẩu trang mỉm cười đưa tóc cho nữ bác sĩ, ca đêm là khổ nhất, bác sĩ các cô là thiên thần áo trắng, thiên thần sao có thể mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi. Sự quan tâm của người đàn ông khiến nữ bác sĩ cảm thấy trong lòng có một dòng điện ấm áp. Ừ, làm ca đêm mệt quá. Mí mắt sắp đánh nhau rồi. Tôi đem đồ đi xét nghiệm, rồi sẽ nghỉ ngơi. Nhân tiện, anh là người nhà của bệnh nhân đúng không? Nhìn khá lạ mặt, là bệnh nhân giường nào? Giường số 15 kêu đồ ăn khuya nên tôi phải đi mua gì đó ăn. Người đàn ông bịt mặt đi về phía thang máy. Nữ bác sĩ không chút nghi ngờ, đem tóc đi đến phòng xét nghiệm, đi được nửa đường mới nhớ ra, không phải giường số 15 buổi chiều đã xuất viện rồi sao? Người đàn ông có nhớ nhầm không? Nữ bác sĩ thực buồn ngủ ngáp một cái, không chút nghĩ ngợi giao tóc cho phòng thí nghiệm rồi đi nghỉ ngơi. Bãi xe bệnh viện. Người đeo mặt nạ cởi mặt nạ ra và lộ mặt, chính là Chu An. Chu An lấy tóc vừa đánh cháo ra, trên mặt nở nụ cười lạnh, lập tức khởi động xe đến bệnh viện nơi Hứa Nguyên ở. Chu An tránh tai mắt của Lục Cận Phong sắp xếp và đến phòng bệnh của Hứa Nguyên. Trong phòng vắng lặng, chỉ còn lại một ngọn đèn tường, ánh đèn hơi mờ ảo. Hứa Nguyên đang nghỉ ngơi ở trên giường, Chu An lặng lẽ tiến lại gần, nhìn Hứa Nguyên đang ngủ, bụng phập phồng nhô cao, trong lòng anh ta rất thoải mái, tràn đầy hy vọng. Chu An không nhịn được đưa tay sờ bụng Hứa Nguyên, tay vừa chạm vào, Hứa Nguyên đột nhiên mở mắt ra, đẩy Chu An ra, phản ứng rất mạnh, ai kêu anh tới, cút đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại tiểu thư, Chu An lim dim mắt, cứng ngắc sụt tay lại. Đừng gọi tôi. Tôi không còn là đại tiểu thư nữa, bây giờ tôi tên là Hứa Nguyên. Hứa Nguyên sờ sờ khuôn mặt lúc này, rất không cam lòng, sao lúc trước không tìm một bác sĩ thẩm mỹ tốt hơn để làm cho tôi đẹp hơn. Là bởi vì khuôn mặt bình thường này mà anh Cận Phong mới không có nhìn thẳng vào tôi. Hứa Nguyên trước mặt anh ta là Tần Nhã Hân. Lần trước không phải Tần Nhã Hân chết trong vụ cháy, mà là một thế thân do Chu An sắp đặt. Người đã hợp lực với Tô Duy để thực hiện một kế hoạch và cho người đóng giả Tần Nhã Hân để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Điều mà Tô Duy muốn là mạng sống của Lục Cận Phong, mà điều Chu An muốn là sự sống còn của Tần Nhã Hân. Cô vẫn còn hy vọng về anh ta ư, Lục Cận Phong đã nghi ngờ cô rồi. Chu An chỉ sợi tóc Tần Chấn Lâm từ trong túi, đây là tóc của Tần Chấn Lâm, một khi chứng minh được cô và Tần Chấn Lâm là cha con, thì sẽ chứng minh cô chính là Tần Nhã Hân. Khi giả chết bị bại lộ, cảnh sát sẽ không tha cho cô đi, may mà tôi tình cờ nghe được kế hoạch của Lục Cận Phong, nên mới đánh cháo tóc. Coi như có kết quả thì họ cũng không biết được. Tần Nhã Hân đột nhiên nhớ tới. Khi đó Lục Cận Phong đến gần cô ta, hóa ra lúc đó Lục Cận Phong chỉ muốn lừa lấy một sợi tóc của cô ta. Tần Nhã Hân không quan tâm, ngược lại vui vẻ, tôi đã thay đổi khuôn mặt, nhưng anh Cận Phong vẫn có thể nhận ra tôi, có nghĩa là tôi đối với anh ấy vẫn rất quan trọng. Cũng chỉ có những người thân quen mới có thể nhận ra tôi, đúng không? Chu An tức giận đến mức muốn ói ra máu. Đây có phải là điểm quan trọng đâu. Mạch não của phụ nữ luôn kỳ lạ như vậy. Chu An đè nén lửa giận trong lòng, nhẫn nại nói, đại tiểu thư, chúng ta không thể ở chỗ này lâu hơn nữa. Nếu không thật sự xảy ra chuyện, Lục Cận Phong sẽ không buông tha cho cô. Cô đừng quên, cô chính là người chết mẹ của anh ta, cô còn đang ảo tưởng cái gì? Chu An rất muốn mắng Tần Nhã Hân bị bệnh thần kinh. Giết mẹ của người khác lại còn ảo tưởng về việc ở bên người đó, không phải là bệnh thần kinh thì là gì. Nhưng Tần Nhã Hân là người phụ nữ anh ta yêu, anh ta không nỡ mắng. Tại sao lại phải rời đi? Bây giờ tôi Hứa Nguyên. Vừa rồi anh nói bọn họ cũng không phát hiện được chuyện đổi tóc. Chỉ cần loại bỏ nghi ngờ là được rồi. Tần Nhã Hân vuốt ve bụng mình, anh sẽ không muốn tôi tiếp tục trốn chui trốn lủi cùng con trai anh chứ. Chu An, tôi không quan tâm anh nghĩ cách gì, tôi muốn ở lại, anh phải xua tan nghi ngờ của bọn họ về tôi. Chu An sắc bén nói, cô đang đùa giỡn với lửa đấy. Vì cô, Hứa Nguyên đã hy sinh rồi, tính mạng của cô là do cô ấy đổi lấy, không thể cố ý như vậy. Người chết trong đám cháy chính là Hứa Nguyên thật, là người của địa sát. Nếu không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh tôi, làm sao bọn họ có thể nghi ngờ tôi? Ở trong ngõ ngày đó, tôi kêu anh tấn công con chó cái Tô Yên kia, nhưng anh không dám, nếu không tôi đã báo thù được từ lâu rồi. Tần Nhã Hân không quan tâm. Cô ta lạnh lùng nói,
hơn nữa Hứa Nguyên muốn tự mình chết thay cho tôi không ép cô ta. Cô ta chết thì liên quan gì đến tôi? Tôi nghĩ, cô không cứu nổi rồi. Chu An đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Chu An, đừng giả vờ tử tế trước mặt tôi. Tôi biết trên tay anh có bao nhiêu máu. Anh muốn tôi rời đi không phải là không thể. Tôi muốn Lục Cận Phong rời đi cùng tôi. Tôi muốn cùng anh ta đi đến thiên đường. Một ngày sống như tiên, đây là điều kiện tôi đã hứa nếu sinh cho anh một đứa con trai. Cô đang công khai đội nón xanh cho tôi. Đừng quên, làm sao lại có đứa nhỏ này. Tần Nhã Hân hung hăng nhìn chằm chằm Chu An, ở trong mắt tôi, anh sẽ luôn là một kẻ cưỡng bức. Ánh mắt ác ý cùng lời nói hung ác như những mũi kim nhỏ đâm vào trái tim Chu An. Chu An chán nản ngồi xuống, vừa muốn hút một điếu thuốc cho khuây khỏa, lại nhìn thấy cái bụng bự của Tần Nhã Hân. Anh ta lại gạt bỏ ý định. Chu An lau mặt, hai mắt đỏ bừng, cúi đầu suy tư vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn bụng Tần Nhã Hân, đã gần 6 tháng, còn 3 tháng nữa, đứa trẻ sẽ ra đời. Đây là con trai của anh ta, con trai mà đại tiểu thư sinh cho anh ta. Trong vài giây này, Chu An dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Anh ta nói, được rồi, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều gì cô muốn, nhưng những ngày này, anh phải ở yên. Con trai tôi không thể có chuyện gì được. Vẻ mặt Tần Nhã Hân vui vẻ, chỉ cần anh làm cho tôi vui vẻ, con trai anh sẽ không sao. Một mình tôi không thể đối phó Lục Cận Phong. Chỉ có thể liên thủ với Hắc Ưng một lần nữa. Chu An chế nhạo nói, gần đây tôi phát hiện ra một chuyện thú vị, Hắc Ưng chính là em trai của Tô Yên, Tô Duy. Là cậu ta. Tần Nhã Hân cũng bất ngờ. Ngày hôm sau, biệt thự của nhà họ Tô. Tô Yên bưng đồ ăn sáng sang phòng của Tô Duy, trong phòng trống rỗng không có ai ở đó. Tô Yên đột nhiên trở nên căng thẳng, xoay người đi ra ngoài, bắt gặp Lệ Uyển đang đi lên lầu. Lệ Uyển hỏi, Tiểu Yên, có chuyện gì vậy? Tiểu Duy đi rồi, Tô Yên vội vàng đi xem camera giám sát. Cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa, sao một người có thể biến mất như hư không được? Qua theo dõi, Tô Yên phát hiện lúc 4 giờ sáng, Tô Đình Nghiêm tiến vào phòng của Tô Duy, khoảng 10 phút sau Tô Duy cũng đi ra. Là Tô Đình Nghiêm đã thả người ra. Chương 447, độc nhất là lòng dạ đàn ông. Trong camera giám sát, chỉ thấy Tô Đình Nghiêm đi vào, không thấy đi ra. Tô Yên thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng quay trở lại phòng, tìm được Tô Đình Nghiêm bị trói hai cánh tay ở sau lưng trong phòng vệ sinh. Thấy Tô Yên, Tô Đình Nghiêm kích động trong lòng. Tô Đình Nghiêm bị nhét tất thối trong miệng, không nói thành lời. Tô Yên và Lệ Uyển cởi trói cho Tô Đình Nghiêm, Lệ Uyển chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, sao ông lại bị Tiểu Duy trói ở đây? Ai biết thằng nhãi kia lại ra tay với tôi chứ? Tô Đình Nghiêm thấy vô cùng ấm ức, nửa đêm tối hôm qua, tôi buồn tiểu nên dậy đi vệ sinh, nghe trong nhà có tiếng động bèn ra xem thế nào, ai ngờ vừa vào cửa đã bị thằng nhãi kia trói lại. Tô Yên nói, bây giờ nói những điều này cũng vô dụng, Tiểu Duy chạy mất rồi, rất khó để tìm người trở về. Điều khiến Tô Yên lo lắng là, bây giờ vẫn chưa hỏi được rốt cuộc là Lâu Doanh đã bị tiêm cái gì vào trong cơ thể. Thương Quan Ân biết Tô Duy chạy mất, lo lắng bồn chồn, lần này phiền rồi. Tần Chấn Lâm cũng nói, Tô Duy chạy mất, khẳng định không phải chuyện tốt, mọi người nói xem, liệu cậu ta có đến gây phiền phức cho con rể không? Lục Cận Phong. Tô Yên nhanh chóng gọi điện thoại cho Lục Cận Phong, kể chuyện Tô Duy chạy mất cho anh biết. Dường như sự việc đã nằm trong dự đoán của Lục Cận Phong, anh không hề kinh ngạc, chỉ nói một câu, ừ, anh biết rồi. Tô Duy chạy rồi, Tô Yên cũng không cần ở lại nhà họ Tô nữa. Tô Yên về nhà họ Lục một chuyến, thăm bé ba và bé tư, sau đó mới đến bệnh viện tìm Lâu Doanh. Cô phải chú ý tình trạng cơ thể của Lâu Doanh. Tô Yên đến bệnh viện, không khéo là vợ chồng nhà họ Vạn cũng đến thăm Vạn Nhất, Vạn Linh San và Sở Hướng Nam cũng tới. Sở Hướng Nam nhìn thấy Tô Yên thì lại nhớ đến những lời mình đã nói khi uống rượu say lần trước, có phần không dám nhìn thẳng vào cô. Hiện tại tỉnh táo rồi, Sở Hướng Nam cực kỳ hối hận những lời đã nói ngày đó. Anh ta say bí tỉ phàn nàn bản thân kết hôn rồi không hạnh phúc, video nhếch nhác bị Tô Yên đạp xuống bể bị người ta quay lại, cuối cùng vẫn phải để Vạn Linh San ra mặt mua lại những video đó, Sở Hướng Nam mới không mất hết mặt mũi. Kể từ sau khi kết hôn với Tô Vân, cuộc sống của Sở Hướng Nam không thuận lợi chút nào, mà sau khi cưới Vạn Linh San, cuộc sống càng thêm một ngạt. Lần kết hôn thứ hai không bằng lần thứ nhất lại không bằng ánh trăng sáng trong lòng.
Vạn Linh San vừa nhìn thấy Tô Yên đã máu dồn lên não, lại nhìn sang ánh mắt né tránh và chột dạ của Sở Hướng Nam, cơn cáu kỉnh không thể nào đè xuống được, có tật giật mình à? Không có tật thì sao lại không dám nhìn thẳng cô ta? Sở Hướng Nam, nếu anh làm tôi mất mặt, có tin tôi đạp chết anh không? Sau khi Vạn Linh San sinh con, tính tình càng ngày càng nóng nảy. Sở Hướng Nam hoảng sợ, Linh San, tại tối hôm qua anh ngủ không ngon thôi, không phải là không dám nhìn cô ta. Thấy Sở Hướng Nam hèn nhát như thế, cha Vạn cũng không thể chịu nổi, nói, Linh San, đang ở bên ngoài, con kìm cái tính của mình lại, ra ngoài thì phải cho người đàn ông của mình chút thể diện. Vạn Linh San lẩm bẩm, thể diện là phải tự mình kiếm, không phải người khác cho, ai bảo anh ta bị coi thường, hại con cũng mất thể diện theo. Người đàn ông này ấy à, không xử lý thì không thành thật. Sở Hướng Nam vừa hoài niệm tình đầu, vừa nhớ nhung vợ cũ, Vạn Linh San sao có thể chịu được. Sở Hướng Nam cúi đầu không nói lời nào, cực kỳ giống một cái bao chút giận. Tô Yên trông dáng vẻ của Sở Hướng Nam, trong lòng cũng thấy kinh ngạc, người này không hề giống Sở Hướng Nam mà cô biết một chút nào. Lúc này, Vạn Nhất vẫn luôn chơi thổi bong bóng bỗng lên tiếng, chị tiên nữ, bọn họ hay cãi nhau quá, em không thích, chị bảo bọn họ mau đi đi. Vạn Nhất rất biết làm nũng, kéo tay Lâu Doanh lắc qua lắc lại. Lâu Doanh không lên tiếng, chỉ nhìn vợ chồng nhà họ Vạn và Vạn Linh San một cái. Mẹ Vạn nói, Tiểu Nhất ở đây rất tốt, vậy chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy Tiểu Nhất và cô Lâu. Cô Lâu, vất vả cho cô rồi, tôi và cha của Tiểu Nhất đều bận, đành giao Tiểu Nhất cho cô vậy. Lâu Doanh xua tay, đi đi, đi đi. Cô cũng không trông cậy vào vợ chồng nhà họ Vạn. Vợ chồng nhà họ Vạn dẫn Vạn Linh San và Sở Hướng Nam đi trước, đến cổng bệnh viện, vợ chồng nhà họ Vạn và Vạn Linh San bèn tách ra. Sở Hướng Nam ân cần mở cửa xe cho Vạn Linh San, Vạn Linh San như một con khổng tước kiêu ngạo, ngồi vào, lúc nãy anh cũng nhìn thấy rồi đấy, anh cả tôi bị ngốc rồi, có chị khỏi hay không còn chưa biết, bây giờ tôi là cô cả của nhà họ Vạn, sau này nhà họ Vạn sẽ là của tôi. Cha Vạn quả thật rất cưng chiều Vạn Linh San, Sở Hướng Nam cũng vì vậy nên mới luôn bị Vạn Linh San đè đầu cưỡi cổ. Hiện tại Vạn Nhất bị ngốc rồi, vị trí người thừa kế của nhà họ Vạn chỉ có thể rơi vào tay Vạn Linh San. Sở Hướng Nam cười tươi kéo tay Vạn Linh San, bà xã của anh may mắn thật, nếu nhà họ Vạn thật sự rơi vào tay em, ông xã đương nhiên mừng thay cho em. Hừ, đến lúc đó giá trị của tôi tăng lên gấp bội, anh cũng được đà nước lên thì thuyền lên. Vạn Linh San cảnh cáo, Sở Hướng Nam, nếu anh lại tiếp tục chân trong chân ngoài, bà đây bất cứ lúc nào cũng có thể đá anh đi. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, họ Sở nhà anh ở thủ đô là cái thá gì chứ. Chỉ cần làm tôi mất hứng. Tôi sẽ khiến cho nhà họ Sở các người cũng không được sống yên thân. Thế gia hàng đầu và thế gia trên đỉnh vẫn có khoảng cách rất lớn. Sự ra đời của Sở Hướng Nam cũng không vẻ vang lắm. Sau khi tiếp nhận nhà họ Sở, anh ta cũng không tạo ra thành tích gì, khiến không ít người trong công ty cảm thấy bất mãn. Sở Hướng Nam có ngu đến mấy cũng sẽ không đắc tội với quả trứng vàng Vạn Linh San này. Cho dù trong lòng không vui, thì cũng phải nuốt trở lại. Bà xã! Người anh thích nhất chính là em, không có gì quan trọng hơn em cả. Sở Hướng Nam nói rồi hôn Vạn Linh San một cái, ở trong xe trêu chọc cô ta. Phụ nữ thường mềm lòng, không thể nào chịu nổi kiểu tấn công thế này của đàn ông. Cơn giận của Vạn Linh San bị đè xuống, hai người bắt đầu ở trong xe tạo người ngay giữa ban ngày ban mặt. Sau khi xong chuyện, Sở Hướng Nam lái xe đưa Vạn Linh San đến trung tâm thương mại mua sắm. Vạn Linh San vừa đi. Tạ Bảo Trân đã gọi điện thoại tới, con trai, Vạn Linh San không ở bên cạnh con chứ? Không có, con vừa đưa cô ta đến trung tâm thương mại, đang hẹn hò mua sắm với mấy chị em khác rồi. Vậy thì tốt, Tạ Bảo Trân nói, trước con nhờ mẹ mua thuốc, mẹ mua được rồi, bây giờ con tới lấy đi, nhất định phải cho Vạn Linh San uống đúng hạn đấy, trăm nghìn lần đừng để cô ta phát hiện ra. Vâng, bây giờ con đến đây. Cúp mắt. Sở Hướng Nam nhìn trung tâm thương mại với ánh mắt lạnh như băng, anh ta là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể chịu khuất phục dưới chân một người phụ nữ. Bệnh viện. Vạn Nhất ôm một bát nước nằm nhoài ra bàn chơi thổi bong bóng, thấy Lâu Doanh bơ phờ, Tô Yên quan tâm hỏi, sắc mặt khó coi như vậy, thấy không thoải mái ở đâu à? Lâu Doanh nhạo báng, mang thai mệt. Chị hỏi thật, hôm nay em còn triệu chứng buồn nôn nữa không? Không, Lâu Doanh nói. Chỉ là rất mệt mỏi thôi. Chị, em muốn ngủ một lát, chị trông gà luộc hộ em một lát nhé. Lâu Doanh nói ngủ là ngủ,
đây là ngủ trong một giây à? Tình trạng của Lâu Doanh khiến Tô Yên càng thêm lo lắng, vạn nhất thấy Lâu Doanh ngủ rồi thì cũng đi ngủ cùng Lâu Doanh. Tô Yên ra ngoài hành lang gọi điện cho Sa Thành Nghị, báo cáo tình hình của Lâu Doanh cho Sa Thành Nghị. Sa Thành Nghị hơi lo lắng, nói, xem ra tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Chị dâu, chị hãy quan sát mọi lúc mọi nơi, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu chế tạo ra thuốc nhanh nhất có thể. Ừ. Nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng Tô Yên cũng không tốt lắm, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc ngẩng đầu lên, gương mặt của Tô Duy đột nhiên xuất hiện trong gương, khiến cô giật nảy mình. Chương 448, không sợ chết chỉ sợ không thể bên em. Tô Yên vô thức xoay người, còn chưa kịp mở miệng, Tô Duy đột nhiên túm tóc của cô, đè đầu cô lên tường. Tôi cảnh cáo chị, đừng xen vào việc của người khác nữa, nếu chị còn ngăn cản cậu ấy làm việc mình muốn làm, thì đừng trách tôi không khách sáo với chị. Cậu là, một Tiểu Duy khác, da đầu Tô Yên bị kéo vô cùng đau, đôi mắt của Tô Duy trước mặt để lộ sự hung ác, toát ra sát ý, khiến lòng người sợ hãi. Có tôi ở đây, các người đừng hòng bắt nạt cậu ấy. Trên đời này, tôi và cậu ấy mới là người thân thiết nhất. Chị biết điều thích cách xa cậu ấy ra một chút, tôi còn có thể cho chị một con đường sống. Tô Yên dùng sức đẩy tay Tô Duy ra, nhưng tay Tô Duy giống như gọng kìm, không tài nào lay chuyển. Tô Yên trừng mắt nhìn Tô Duy, cậu cứ tiếp tục sai lầm như vậy, thì sẽ không được chết yên lành đâu. Cậu làm như vậy không phải vì tốt cho cậu ấy, cậu đang phá hủy cậu ấy. Cậu lập tức ra khỏi cơ thể cậu ấy ngay. Chị là chị ruột của cậu ấy, sao có thể nói những lời như vậy? Tô Duy cười âm u, khi cậu ấy bị người khác bắt nạt, chị đang ở đâu? Chị biết cậu ấy muốn gì không? Chị biết tâm nguyện của cậu ấy là gì không? Chị biết gãy mất một cánh tay, cậu ấy đau khổ thế nào không? Chị không biết, chị căn bản không xứng làm chị của cậu ấy. Tô Yên giận dữ nói, đừng nói nhảm, rốt cuộc cậu đã tiêm cái gì vào trong cơ thể Lâu Doanh? Chị đoán xem, Tô Duy cười ha ha, để tôi đếm ngày xem nào, chắc là cô ta chỉ còn chưa đến 3 tháng nữa đâu. Cô ta đáng chết, trơ mắt nhìn cha mình không cứu, máu lạnh vô tình, cô ta không xứng sống trên cõi đời này. Đồ điên, Tô Yên mắng, nói mau, rốt cuộc cậu đã tiêm cái gì vào trong cơ thể Lâu Doanh. Tôi không nói cho chị đấy, tôi sẽ để chị nhìn ả tiện nhân đó chết dần chết mòn. Nếu chị còn tiếp tục lo chuyện bao đồng, kết cục của cô ta sẽ chính là kết cục của chị. Tô Duy nói xong, buông Tô Yên ra rồi chạy đi. Tiểu Duy. Tô Yên lập tức đuổi theo, chỉ thấy Tô Duy chạy khỏi lối thoát khẩn cấp. Tô Yên, sao vậy? Bạch Phi Minh xách hoa quả quay trở lại. Tô Yên lắc đầu, lúc nãy Tiểu Duy đến đây, nhưng lại chạy mất rồi. Bạch Phi Minh vẫn chưa biết chuyện Tô Duy bị tâm thần phân liệt, trong thời gian ngắn, Tô Yên cũng không tiện giải thích. Bạch Phi Minh hỏi, Lâu Doanh ở trong phòng bệnh chứ? Cô ấy hơi mệt, đang ngủ rồi. Tô Yên suy nghĩ một chút, nói, Phi Minh, tôi cảm thấy cô nên biết chuyện này, có liên quan đến Lâu Doanh, báo cáo kiểm tra của cô ấy có vấn đề. Vấn đề gì? Bạch Phi Minh lập tức căng thẳng. Anh Sa nói trong cơ thể Lâu Doanh có một loại virus rất nguy hiểm, nếu trong vòng 3 tháng không nghiên cứu ra thuốc giải, có thể Lâu Doanh sẽ chết. Nghe vậy. Hoa quả trong tay Bạch Phi Minh rơi xuống đầy đất. Tô Yên không hề phát hiện ra, cuộc đối thoại của cô và Bạch Phi Minh đã rơi vào tai một người khác. Vạn nhất không ngủ được nên chạy ra ngoài hành lang bệnh viện chơi. Tuy đã bị ngốc, nhưng anh ta vẫn nhận ra Tô Yên, vạn nhất muốn tìm Tô Yên chơi với anh ta, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Vạn nhất không biết chết có nghĩa là gì. Anh ta gãi đầu quay lại phòng bệnh. Lâu Doanh nghỉ ngơi một lúc liền tỉnh. Thấy Vạn Nhất không ở trong phòng bệnh, cô đang định ra ngoài tìm thì thấy Vạn Nhất quay trở lại. Sao lại chỉ có một mình em, một chị gái xinh đẹp khác đâu? Lâu Doanh hỏi về Tô Yên. Trong nhận thức của Vạn Nhất, chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp thì đều gọi là chị. Vạn Nhất bĩu môi, vừa ngốc nghếch vừa khó hiểu, hỏi chị ơi, chết là gì vậy? Chết là biến mất, từ nay không còn tồn tại trên đời nữa. Lâu Doanh lấy làm lạ, sao em lại hỏi cái này? Em yên tâm, em chỉ là đầu óc không bình thường thôi, sẽ không chết đâu. Biến mất, không tồn tại. Vạn Nhất nghe xong lập tức gào khóc, đột nhiên ôm chặt lấy Lâu Doanh, em không muốn chị chết, em không muốn chị chết đâu. Lâu Doanh, em mới chết ấy. Bà đây sống rất tốt, em đừng có mà nguyền rủa chị. Vạn Nhất khóc vô cùng đau lòng, một chị khác nói với chị Phi Minh là chị sắp chết rồi, em không muốn chị chết đâu,
Lâu Doanh bị làm cho hồ đồ, gỡ rối một lúc mới hiểu ra quan hệ các nhân vật trong Miệng Vạn Nhất. Một chị khác là Tô Yên. Nói cách khác, Tô Yên nói với Bạch Phi Minh là cô sắp chết rồi. Cô sắp chết. Mấy chữ này phát đi phát lại trong đầu Lâu Doanh, không ngừng phóng đại. Cô cũng không phải đồ ngốc, suy nghĩ cẩn thận một lúc là có thể hiểu ra, nhất định là Sa Thành Nghị đã kiểm tra ra gì đó. Chương 449, Tô Yên bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi. Khi Tô Yên và Bạch Phi Minh vào phòng bệnh, Lâu Doanh đang chồng khối gỗ với Vạn Nhất như không có chuyện gì xảy ra. Về khoảng trăm con trai Lâu Doanh càng ngày càng ra dáng. Chị, Phi Minh, Lâu Doanh đứng dậy, vỗ tay phủi bụi rồi nói, hai người mau đến giúp em với, em sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Bệnh viện này thật sự rất nhàm chán. Dù sao Vạn Nhất ngoại trừ não ra thì chỗ nào cũng bình thường, nằm viện cũng giải quyết được vấn đề gì. Bạch Phi Minh nói, mình sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Nhân tiện, có cần mình thông báo cho vợ chồng nhà họ Vạn không? Lâu Doanh xua tay, trong mắt hiện lên tia sáng, không cần đâu, lúc này bảo bọn họ đến bệnh viện cũng chẳng gặp được ai, nói không chừng vừa căng thẳng lên, bọn họ lại đưa gà luộc về nữa. Bạch Phi Minh đi làm thủ tục xuất viện, Tô Yên giúp cô ấy thu dọn đồ đạc, Lâu Doanh đột nhiên hỏi chị, Tô Duy đâu? Tô Yên dừng hành động tay lại nói, chạy rồi. Tên nhóc đó chạy nhanh nhỉ. Lâu Doanh, hay là em không đến chỗ chị ở? Mặc dù Tô Yên đã dặn dò Bạch Phi Minh rồi, nhưng cô vẫn hy vọng mình có thể theo dõi Lâu Doanh, biết được tình trạng cơ thể của Lâu Doanh bất cứ lúc nào. Chị à, em sẽ không làm phiền thế giới hai người của chị và anh rể đâu. Lâu Doanh lấy hai tay ôm mặt, cười, nghe nói gần đây vì để sinh con gái anh rể ngày nào cũng dính với chị. Trong bụng chị đã có động tĩnh gì chưa? Tô Yên bị trêu chọc nên khuôn mặt nóng bừng lên, cô tức giận nhìn Lâu Doanh, mang thai làm gì mà dễ dàng như vậy? Từ lúc chị sinh Hạ Phi và Tiểu Vũ, không phải mới làm lần đầu với anh rể đã thành công. Tô Yên, nếu sớm biết cô sẽ không nói cho Lâu Doanh nghe chuyện của mình và Lục Cận Phong rồi. Vạn Nhất ở bên cạnh đột nhiên nói, sinh em bé, em muốn sinh em bé. Lâu Doanh liếc nhìn anh ta, phàn nàn, anh là đàn ông, có thể sinh được con à? Vạn Nhất cười ngốc nghếch, đàn ông, sinh con. Hai, thật là ngu ngốc đến mức không cứu được nữa. Lâu Doanh vỗ đầu Vạn Nhất, nhìn nụ cười ngu ngơ của Vạn Nhất, trái tim cô ấy chợt mềm đi, cũng trở nên đa sầu đa cảm, thấp giọng thì thầm, nếu lỡ như bị ngốc suốt đời, thì phải làm sao? Lâu Doanh không sợ chết, nhưng tại thời điểm đó cô ấy lại sợ. Vợ chồng nhà họ Vạn cũng không thể bảo vệ Vạn Nhất cả đời được, nếu cô ấy chết đi rồi, cái tên ngốc Vạn Nhất không phải sẽ bị người ta ức hiếp sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tô Yên dâng lên một tia thất vọng. Sau khi thu dọn đồ đạc và làm xong thủ tục xuất viện, Lâu Doanh đưa Vạn Nhất về nơi ở của mình. Vạn Nhất trở thành cái đuôi Lâu Doanh, cô ấy đi đến đâu sẽ theo đến đó. Tô Yên cũng rời đi sau khi ở nhà của Lâu Doanh một lúc, cô đến công ty để tìm Lục Cận Phong. Tô Yên vừa, cô ấy dỗ Vạn Nhất ngủ, rồi Lâu Doanh giao Vạn Nhất cho Bạch Phi Minh. Phi Minh, cậu trông anh ta giúp mình đi ra ngoài một chuyến. Lâu Doanh đã thay quần áo, trông rất mạnh mẽ. Cậu muốn đi đâu, đi làm gì? Bạch Phi Minh nói, mình sẽ đi với cậu. Phi Minh, tại sao cậu cũng học theo gà luộc, trở thành một cái đuôi rồi? Được rồi, mình đi tìm vợ chồng nhà họ Vạn, một lúc nữa sẽ quay lại. Lâu Doanh nói dối, cô ấy định đi tìm Tô Duy. Không đợi Bạch Phi Minh nói gì thêm nữa, Lâu Doanh đã trực tiếp đi ra ngoài. Chuyện cô ấy đã muốn làm, không ai có thể ngăn cản được. Lâu Doanh vừa ra khỏi cửa đã gọi một cuộc điện thoại ngay, đó là số điện thoại của Tô Duy. Lúc đầu, Tô Duy không bắt máy, Lâu Doanh lại gọi thêm hai lần nữa bên đó mới bắt máy. Ngay sau khi cuộc gọi vừa được kết nối, Lâu Doanh vừa mở miệng đã mắng, Tô Duy, cái đồ khốn kiếp, mày có lỗ não không, bà đây là chị ruột của cậu đấy, vậy mà cậu lại tính kế với tôi, cậu thực sự cho rằng bà đây ăn chay à? Bây giờ ngay lập tức nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, bà đây sẽ đến tìm cậu ngay. Trên điện thoại, giọng nói lạnh lẽo của Tô Duy truyền đến, chị hai, khích động như vậy, bây giờ không phải chị chỉ còn 3 tháng nữa thôi sao? Em khuyên chị một câu, nên vui vẻ đi cho kịp. Mẹ nó, bà đây lẽ ra có thể sống đến trăm tuổi, nhưng bị cậu hại, chỉ còn lại có 3 tháng, vậy mà cậu còn có mặt mũi nói bà đây vui vẻ cho kịp lúc, tôi cho cậu 3 giây, cậu đến tìm tôi hay tôi đến tìm cậu? Chị hai, tính tình của chị vẫn nóng nảy như vậy.
thực ra lúc còn sống cha rất cưng chiều chị. Chị là do ông ấy một tay bồi dưỡng nên. Có chị giúp đỡ em, chắc chắn có thể khiến Vương Bài phát triển mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt qua ám dạ, trả thù cho cha của chúng ta. Tô Duy nói, chỉ cần chị suy nghĩ xong muốn bắt tay với em có thể để chị sống thêm vài năm nữa. Lâu Doanh đã lớn đến như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ bị đe dọa như thế này. Lâu Doanh tức giận bật cười, bắt tay. Được rồi, nửa giờ nữa gặp lại cậu ở Kim Thủy Loan. Chị hai, em không thể tin tưởng chị được. Chỉ cần chị giết được Lục Cận Phong, em nhất định sẽ hai tay dâng thuốc đến cho chị. Không hổ danh là con trai của người đó, nham hiểm và xảo quyệt, tâm địa độc ác. Hồi đó anh rể đã cứu mạng cậu. Một đứa cầm thú như cậu lấy oán báo ân. Lâu Doanh tức giận, mắng nhiếc đủ điều, cậu không tới gặp tôi cũng được. Tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu, chỉ cần bà đây tóm được cậu, bà đây nhất định sẽ đánh cho cha mẹ cậu không nhận ra con nữa. Cô ấy còn chưa kịp nói xong thì Tô Duy đã cúp điện thoại. Phổi của Lâu Doanh suýt chút nữa nổ tung vì tức giận. Trên đường đến tập đoàn Lục Thị, Tô Yên đột nhiên cảm thấy cơ thể rất khó chịu, khiến cô không thể nào tiếp tục lái xe được nữa. Tô Yên dừng xe ở ven đường, xuống xe đi tới chỗ thoáng nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi vài phút, Tô Yên mới cảm thấy đã đỡ hơn một chút. Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, Tô Yên đi siêu thị mua nước rồi lên xe, lần này cô lái xe hơi chậm, trong lúc chờ đèn giao thông, cô vô tình liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe Audi. Lúc đầu Tô Yên không quan tâm lắm, nhưng cô đã nhìn thấy chiếc xe này ở mấy cột đèn giao thông liên tiếp rồi. Đang theo dõi cô sao? Tô Yên cố ý liếc thêm vài cái, người lái xe là một người đàn ông, tấm che mặt che khuất nửa khuôn mặt của người đàn ông, nhìn không thấy toàn khuôn mặt nhưng lại cảm thấy có chút quen mắt. Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra được. Khi chuyển sang đèn xanh, Tô Yên nhấn ga tăng tốc, trong lòng cô cứ luôn thấp thỏm vì chiếc xe Audi cứ bám theo phía sau. Xe chạy vào bãi đậu xe dưới đất của tập đoàn Lục, Tô Yên gọi điện thoại cho Lục Cận Phong, chồng à, có người đang theo dõi em. Em đang ở bãi đậu xe của công ty. Anh sẽ đến ngay. Lục Cận Phong đang họp, anh lập tức tạm dừng cuộc họp, bước nhanh đến bãi đậu xe. Sau khi Tô Yên đỗ xe, cô mãi cũng không dám bước xuống xe. Cô ở trên xe đợi một lúc, toàn bộ bãi đậu xe đều im lặng, chiếc Audi kia cũng không xuống sao. Ma xui quỷ khiến Tô Yên xuống xe, cô đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai ở đó. Đột nhiên Tô Yên cảm thấy choáng váng, khó thở, cô nhanh chóng vịn lên xe để đứng vững lại. Cô không sao chứ? Một người đàn ông từ phía sau xuất hiện và vô cùng lịch sự dò hỏi cô có cần giúp đỡ không? Tô Yên nhìn rõ người đàn ông đó, vô thức lùi lại vài bước, người đàn ông trước mặt cô chính là người đã đi theo cô suốt chặng đường. Anh là ai? Anh đã đi theo tôi suốt quãng đường là muốn làm gì? Tôi không có ác ý, cô đừng sợ. Vẻ mặt của người đàn ông này lạnh lùng cứng rắn, tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng Tô Yên lại cứ luôn cảm thấy rất quen thuộc. Anh là ai? Tôi là... Người đàn ông chưa kịp nói xong thì anh ta đã thấy có người đi tới phía này, anh ta liền cúi đầu xuống và vội vã đi đến một lối ra khác. Chương 450, đã có kết quả giám định rồi. Lục Cận Phong bước nhanh tới chỗ Tô Yên, Yên Yên, người đàn ông vừa rồi là ai? Lục Cận Phong chỉ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ở phía xa. Em không biết, nhưng em lại cảm thấy rất quen. Vừa rồi anh ta đã đi theo em suốt cả quãng đường, cũng không biết ý gì nữa. Tô Yên cũng rất khó hiểu, anh ta nói anh ta không có ác ý. Lục Cận Phong liếc mắt nhìn theo hướng người đàn ông rời đi, nói, lên lầu trước đã. Lục Cận Phong đưa Tô Yên lên thang máy đi lên lầu, cửa thang máy đóng lại, người đàn ông từ trong góc đi ra, ánh mắt nặng nề nhìn về phía thang máy. Văn phòng chủ tịch, Tô Yên cảm thấy có chút không thoải mái, vừa vào phòng làm việc đã vội nói, chồng à, lấy cho em một ly nước chanh. Em thấy bụng khó chịu quá, muốn thanh lọc dạ dày một chút. Được, Lục Cận Phong lập tức pha cho Tô Yên một ly nước chanh thêm mật ong. Sao đột nhiên lại không khỏe? Có lẽ là do ăn phải gì làm chứng bụng, em cảm thấy bụng rất dầu mỡ. Ban nãy trên đường đến đây em cảm thấy hơi khó chịu, đặc biệt là khi hít phải mùi xăng. Tô Yên nằm trên ghế sofa, gác đôi chân trắng trẻo lên đùi Lục Cận Phong. Lục Cận Phong liếc mắt nhìn hai chân Tô Yên, ánh mắt di chuyển lên, giọng nói trầm thấp mê hoặc, Yên Yên, em đang dụ dỗ anh à. Khụ khụ, Tô Yên sặc nước chanh, cô nào có ý định dụ dỗ Lục Cận Phong, nhưng xét theo tư thế cô đang nằm.
quả thật có vài phần ý như vậy. Đừng có mà không nghiêm túc. Tô Yên đặt cốc nước xuống, định ngồi dậy, nhưng Lục Cận Phong đột nhiên ôm cô lên, đè cô xuống dưới thân. Đối mặt với em, anh không thể nghiêm túc nổi. Tô Yên bật cười, quay đầu sang một bên, da mặt của anh càng ngày càng dày rồi. Lục Cận Phong đưa tay vuốt mái tóc lung tung trên trán Tô Yên, Yên Yên, cuộc sống tẻ nhạt như thế, chúng ta phải làm điều gì đó có ý nghĩa để giết thời gian, em nghĩ sao? Tô Yên thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, chồng nói có lý, vậy sao anh không khỏa thân nhảy cho em xem nữa đi? Lục Cận Phong nghiêm nghị nói, em bảo anh cởi quần áo làm việc khác thì được, nhưng nhảy nhót thì không, Yên Yên, thứ anh giỏi nhất không phải là tango, mà là loại khiêu vũ nguyên thủy nhất. Nguyên thủy nhất. Tô Yên hai má nóng lên mộ, làm bộ như không hiểu, một lời có nội hàm như vậy, sao em lại nghe không hiểu vậy nhỉ? Cô không hiểu cũng không sao, lát nữa anh sẽ thị phạm cho em thấy. Vừa nói, Lục Cận Phong không biết xấu hổ ôm eo Tô Yên, dán chặt vào người mình, đang định công thành cướp đất thì Hạ Vũ đột nhiên xông vào. Đại ca, kết quả giám định đã có rồi. Hạ Vũ còn chưa nói hết lời, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm việc. Những lời phía sau đã bị nuốt ngược lại hết vào bụng. Lục Cận Phong liếc mắt lạnh lùng nhìn qua, Hạ Vũ dùng mình một cái, lập tức cấp tốc xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Khát vọng tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Tô Yên xấu hổ trốn trong lòng Lục Cận Phong, dùng sức đánh Lục Cận Phong một cái, mau đứng dậy đo. Tư thế của hai người không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Đó là ban ngày ban mặt, cô không còn mặt mũi nào để đi gặp người khác nữa. Bầu không khí bị phá hủy, vẻ mặt dục cầu bất mãn của Lục Cận Phong gọi với ra ngoài cửa một tiếng, vào đi. Hạ Vũ run rẩy đi vào, cúi đầu không dám nhìn thẳng, đại ca, kết quả giám định đã có rồi, em tới để đưa báo cáo giám định. Hạ Vũ kiên cường đứng đó, nếu biết Tô Yên đang ở đó, anh ta nhất định sẽ không làm phiền việc tốt của đại ca một cách ngu dốt như vậy. Giám định cái gì? Tô Yên ngồi thẳng dậy. Giám định quan hệ cha con giữa Hứa Nguyên và bố vợ. Lục Cận Phong nháy mắt với Hạ Vũ. Hạ Vũ lập tức đưa kết quả giám định ra. Tô Yên kinh ngạc, anh làm xét nghiệm quan hệ cha con giữa Hứa Nguyên và đồng chí Tần. Tô Yên nhanh chóng nhận ra ý đồ của Lục Cận Phong. Chẳng lẽ Hứa Nguyên là... Chuyện này làm sao có thể được, rõ ràng là không thể tin được. Tô Yên chỉ cảm thấy Hứa Nguyên có vấn đề gì đó, nhưng cô không nghĩ tới những chuyện khác. Lục Cận Phong vừa mở túi văn kiện ra vừa nói. Không có gì là không thể cả. Hiện nay công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ trong và ngoài nước đang rất phát triển, phụ nữ có thể trở thành đàn ông có thể trở thành phụ nữ, còn có điều gì là không thể nữa chứ? Còn chưa kịp nói xong, Lục Cận Phong đã nhìn chằm chằm kết quả giám định, sững sờ nói, sao lại là kết quả như thế nào? Tô Yên duỗi đầu liếc mắt nhìn, kết quả giám định cho thấy Hứa Nguyên không có liên quan gì với Tần Chấn Lâm. Ánh mắt Lục Cận Phong xa sầm lại. Nhìn về phía Hạ Vũ, cậu có chắc chắn không có sai sót gì chứ? Không có, hôm qua em trộm tóc của đại ca Tần, rồi gửi cho bộ phận giám định gấp qua đêm. Đích thân em đi giao đến đó, Hạ Vũ chắc chắn bên trong đó không có vấn đề gì. Lục Cận Phong nhíu mày, suy nghĩ. Tô Yên nói, chẳng lẽ thật sự đã đoán sai rồi? Lục Cận Phong lắc đầu, anh đã đích thân đến gặp Hứa Nguyên rồi, cô ta. Chắc chắn có vấn đề. Hạ Vũ đề nghị, đại ca, vậy anh có muốn giám định thêm một lần nữa không? Vừa dứt lời, di động của Tô Yên vang lên, cô liếc nhìn tên hiển thị người gọi, vẻ mặt nghiêm túc là Hứa Nguyên. Lúc này Hứa Nguyên gọi Tô Yên, ý đồ thật sự khiến người ta không thể hiểu được. Lục Cận Phong nói, nghe máy trước đã. Tô Yên gật đầu, trả lời điện thoại, giọng điệu bình tĩnh nói, alo, Hứa Nguyên, có chuyện gì sao? Tô Yên, một mình tôi ở trong bệnh viện. Có rất nhiều chuyện không tiện. Chồng cũ vừa cãi nhau với tôi, cũng không thèm quan tâm đến tôi nữa, cô có thể đến bệnh viện giúp tôi được không? Giọng của Hứa Nguyên còn có chút tiếng nức nở. Nói đến cuối cùng, Tô Yên và Hứa Nguyên không thân không thích, hoàn toàn có thể từ chối, cô nghĩ đến lời nói ban nãy của Lục Cận Phong, liền cười đồng ý, được, vậy cô chờ một lát nhé, tôi bận xong việc trong tay sẽ đến đó ngay. Tô Yên, cảm ơn cô nhiều lắm. Cúp điện thoại. Lục Cận Phong đã phản đối, trong chuyện này nhất định có gì mờ em không thể đi được. Đừng căng thẳng như vậy, em sẽ đi gặp cô ta, anh chỉ cần cho em mượn Hạ Vũ là được rồi. Tô Yên nói, chồng à, nếu như đã không thể tránh được, chỉ bằng chúng ta chuyển từ bị động thành chủ động.
Lục Cận Phong biết tính tình của Tô Yên, nên nói, Hạ Vũ, cậu nhất định phải theo sát cô ấy không rời. Vâng, đại ca, anh cứ yên tâm đi. Có em ở đây, đừng có ai mơ đến việc được động vào một sợi tóc của chị dâu. Sau khi quyết định, Tô Yên và Hạ Vũ đến bệnh viện Hứa Nguyên đang ở. Đi được nửa đường, Tô Yên gọi điện thoại cho Tần Chấn Lâm, đồng chí Tần, con muốn hỏi cha một chuyện, Tần Nhã Hân có đặc điểm gì không? Tần Chấn Lâm ở đầu dây bên kia điện thoại bị hỏi đến ngơ ngác, tiện miệng nói, Nhã Hân hình như bị dị ứng với đậu phộng, con gái, con hỏi chuyện này để làm gì? Thuận miệng hỏi thôi, không có gì đâu. Tô Yên cúp điện thoại, tình cờ đi ngang qua một nhà hàng, nói với Hạ Vũ, đi mua một chút đồ ăn, nhớ bảo ông chủ phải thêm bơ đậu phộng vào mỗi món ăn. Vâng, chị dâu. Đóng gói đồ ăn xong, rồi mới tiếp tục đến bệnh viện. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Hứa Nguyên, đôi mắt đỏ hoe đang ngồi lau nước mắt. Ngay khi Hứa Nguyên nhìn thấy Tô Yên, cô ta đã bắt đầu ấm ức, Tô Yên, bọn họ thật sự là đã ức hiếp người ta quá mức. Vừa rồi, vợ mới của chồng cũ của tôi cũng đến, mắng mỏ tôi thậm tệ, nói rằng tôi đã phá hoại gia đình cô ta. Là kẻ thứ ba, khi tôi quen biết với chồng cũ, người phụ nữ đó còn không biết ở đâu, cô ta dựa vào cái gì mà mắng tôi như vậy. Hứa Nguyên nói như vậy để Tô Yên đồng cảm với cô ta hơn. Không ngờ Tô Yên lại nói một câu, cô đã ly hôn với anh chồng cũ rồi, còn dùng đứa con trong bụng để dây dưa mập mờ với người ta. Hành vi này quả thực giống như là kẻ thứ ba. Hứa Nguyên ngẩn ra, Tô Yên, sao cô có thể nói giúp bọn họ như thế được chứ? Tôi còn chưa nói xong nữa mà, nhưng cô như vậy cũng là đã ăn miếng trả miếng. Làm tốt lắm. Hứa Nguyên, tôi ủng hộ cô. Đối xử với một người phụ nữ không biết rõ thân phận của mình thì nên trừng trị cô ta như thế đấy. Trong lời nói của Tô Yên có ẩn ý, nhưng Hứa Nguyên không nghe ra, cô ta còn thật sự cho rằng Tô Yên đã đứng về phía mình. Tô Yên lấy thức ăn mang theo ra, nói cô cũng đói rồi đúng không? Trên đường đến đây tôi đã cố tình mua cho cô đấy. Cô mau ăn đi để bổ sung dinh dưỡng. Mặc dù trong mỗi món ăn đều có bơ đậu phộng nhưng số lượng rất ít. Dù sao Tô Yên cũng lo lắng cho đứa con trong bụng Hứa Nguyên. Chương 451, phát hiện vết sẹo trên mặt Hứa Nguyên. Vẻ mặt Tô Yên mỉm cười, vô cùng thân thiện với Hứa Nguyên. Hứa Nguyên nhìn thấy nụ cười của Tô Yên, hận không thể xé nát khuôn mặt kia, ở trong mắt cô ta, chính khuôn mặt này của Tô Yên đã mê hoặc Lục Cận Phong. Ăn đi! Tô Yên đưa đũa lên. Hứa Nguyên đè nén căm tức trong lòng với Tô Yên xuống, nhận lấy chiếc đũa ăn một miếng. Đồ ăn vào trong miệng, sắc mặt cô ta chuyển biến rõ rệt, trong đồ ăn có đậu phộng à? Ừ, cho chút bơ đậu phộng, làm sao thế, cô không thích sao? Tô Yên nói, tôi thấy mùi rất thơm mà. Hứa Nguyên nhíu mày, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ăn đậu phộng, tôi bị dị ứng với đậu phộng. Hả, tôi không biết. Tô Yên giả vờ kinh ngạc nói, thật ngại quá, vậy mau nhổ ra đi, tôi cho người đi mua một lần nữa. Nói xong. Tô Yên hô một tiếng với bên ngoài, Hạ Vũ, Mai, đi mua một phần nữa cho cô Hứa, nhớ kỹ, đừng thêm bơ đậu phộng nha, cô Hứa bị dị ứng với đậu phộng. Hạ Vũ ngay lập tức đi vào, được, chị dâu, tôi đi ngay đây. Lúc này Hứa Nguyên mới biết được Tô Khanh dẫn theo người đến đây, trước kia Hạ Vũ đều canh giữ ở ngoài cửa. Hứa Nguyên giả vờ mù mờ hỏi, Tô Yên, người ban nãy là ai vậy? Chính là thuộc hạ của ông xã tôi. Tô Yên thở dài nói, tôi nói không cho đi theo rồi, nhưng ông xã tôi nhất quyết cho người đi theo, dường như chỉ lo tôi bị người đàn ông khác câu đi mất. Hứa Nguyên nghe vậy thì trong lòng rất đau đớn, nhưng ngoài miệng không thể không giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì, nói ông xã cô đối xử với cô thật tốt. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Tô Yên não nhảy số, ngượng ngùng nói, mỗi đêm ông xã tôi đều phải ôm tôi ngủ, không ôm, thì anh ấy không ngủ được, vô cùng dính người. Bao giờ cũng cho tôi những bất ngờ nhỏ, sắp cưng chiều tôi thành đồ ăn hại luôn rồi, tình yêu của anh ấy á, quá khó thở, thực ra lúc cô gọi điện tới, tôi còn đang ở bên cạnh ông xã tôi ấy chứ, anh ấy hả, quấn quýt lấy tôi giữa ban ngày ban mặt, để tôi sinh con gái cho anh ấy. Câu nói cuối cùng kia rõ ràng khiến cho Hứa Nguyên gần như không thể kiềm nén được cảm xúc của chính mình, cô ta tưởng tượng đến hình ảnh Lục Cận Phong triền miên với Tô Yên, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc kia của Tô Yên. Cô ta ngay lập tức cảm thấy cả người giống như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua. Tô Yên quan sát sắc mặt của Hứa Nguyên, ngượng ngùng cười nói, ôi chao, nhìn tôi xem, lại nói cái gì với cô vậy chứ, cô cũng đừng chê cười tôi, bây giờ chân của tôi vẫn còn mềm nhũn đây này.
Hứa Nguyên xé ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tay dưới chân cũng đã nắm chặt rồi, cố gắng áp chế lửa giận trong cơ thể xuống. Làm sao lại chê cười chứ, tôi hâm mộ còn không kịp đây này. Cô cũng đừng hâm mộ tôi, cô ấy à, dáng vẻ xinh đẹp như vậy, lại dịu dàng hiểu chuyện, mang theo đứa con cả đời, sao vẫn còn băn khoăn chuyện không có người đàn ông nào yêu thương cô. Nếu không thì, tôi giới thiệu cho cô một người, người vừa rồi thế nào. Gã tên là Hạ Vũ. Cô cũng đừng ghét bỏ gã vì là thuộc hạ của ông xã tôi, lương một năm của gã cũng 100 vạn đó. Tô Yên nhiệt tình làm mai, tuổi của Hạ Vũ cũng không còn nhỏ nữa, trước kia vẫn luôn nhờ tôi giúp đỡ tìm một người vợ, tôi cảm thấy hai người cũng rất hợp đôi đó. Hạ Vũ trốn ở ngoài phòng bệnh nghe thấy như vậy, lạnh run người. Không hãm hại gã như vậy, giới thiệu cho gã một người mất trí như Tần Nhã Hân, này là không phải ngại mạng gã dài quá sao? Ban nãy Tô Yên cho Hạ Vũ đi mua đồ ăn cũng chỉ là làm vẻ vậy thôi, Hạ Vũ cũng không thật sự đi mua. Tần Nhã Hân bị dị ứng, Hứa Nguyên dị ứng, hơn nữa Lục Cận Phong cũng vô cùng không tin tưởng Hứa Nguyên, ngoại trừ tờ xét nghiệm ADN không thể xác định được thân phận của Hứa Nguyên kia, bây giờ 80% chắc chắn Hứa Nguyên chính là Tần Nhã Hân. Hứa Nguyên vừa nghe thấy Tô Yên giới thiệu Hạ Vũ cho cô ta, trong lòng cũng muốn nôn đến chết. Một người tôi tớ, cũng xứng với cô ta. Trong lòng Hứa Nguyên vô cùng không muốn, nhưng cũng không dám thể hiện kích động quá mức, uyển chuyển nói, Tô Yên, cô đừng nói giỡn nữa, tôi đã như thế này rồi, cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Trong lòng Tô Yên cười khẩu, này rõ ràng chính là chướng mắt Hạ Vũ. Tô Yên đột nhiên sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt của Hứa Nguyên, làm sao mà trên mặt của cô lại có sẹo, trước kia cũng chưa từng thấy qua nha. Bình thường Hứa Nguyên đều dùng phấn thật dày để che khuất. Đương nhiên là không nhìn thấy. Tần Nhã Hân chẳng sợ đi phẫu thuật thẩm mỹ, mà ban đầu vết sẹo trên mặt quá sâu, vết sẹo căn bản không thể chữa trị hoàn toàn, cho dù kỹ thuật cao cấp nhất, cũng chỉ có thể làm nhạt đi, để lại vết sẹo nhợt nhạt. Chương 452, Tần Nhã Hân bị Hạ Vũ theo đuổi. Vết sẹo này lại khiến Tô Yên càng thêm chắc chắn, Hứa Nguyên trước mắt chính là Tần Nhã Hân. Vị trí của vết sẹo cũng giống nhau như đúc, nhưng mà một người đậm, một người nhạt. Hứa Nguyên bị nhìn chằm chằm đến mức vô cùng không được tự nhiên, không đúng, phải nói là Tần Nhã Hân. Tần Nhã Hân theo bản năng che mặt mình lại, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng, chẳng lẽ Tô Yên phát hiện cái gì rồi sao? Này, đây là do hồi còn bé tôi ham chơi, bị té, Tô Yên, cô sẽ không thấy quá xấu đấy chứ? Nếu Tô Yên mà thật sự tin những lời Tần Nhã Hân nói, vậy mới là có ma đó. Tô Yên ngoài miệng an ủi nói, sẽ không. Thực ra trang điểm một chút, cũng sẽ không nhìn thấy đâu, cô đừng tự ti, trên đời này có rất nhiều người xấu hơn cô, cảnh ngộ còn bất hạnh hơn cô nhiều, cô nghĩ thoáng ra một chút. Ngôn tình nữ phụ, ba chữ xấu hơn cô kia, đặc biệt đau lòng. Tần Nhã Hân tức giận đến mức suýt chảy máu từ bên trong. Tần Nhã Hân hung hăng nghiến răng, lại bắt đầu giả vờ choáng đầu, Tô Yên, đầu tôi có chút khó chịu, muốn chợp mắt một lát. Vẻ mặt Tô Yên lo lắng sốt ruột, đầu khó chịu hả, vậy nếu không thì tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô nhé. Không cần không cần. Tần Nhã Hân vội vàng xua tay, tôi chợp mắt một lát là được rồi. Được rồi, vậy cô ngủ đi, lần sau tôi lại đến thăm cô. Tô Yên cũng không kiên nhẫn diễn kịch với Tần Nhã Hân mãi. Quá ghê tởm Tần Nhã Hân rồi. Bây giờ không có căn cứ xác thực, cũng không thể rút dây động rừng. Tô Yên nhìn thấy Tần Nhã Hân thật sự đã nhắm mắt ngủ, lúc này mới rời khỏi. Đi ra khỏi phòng bệnh, Hạ Vũ ngay lập tức đuổi theo, chỉ dây, vậy Hứa Nguyên cũng dị ứng với đậu phộng, khẳng định cô ta có vấn đề. Ừ, vấn đề chắc chắn là có. Tô Yên ấn thang máy, rồi đi vào trong, liếc mắt nhìn Hạ Vũ một cái, nhưng mà bây giờ chỉ mới ở giai đoạn nghi ngờ, nếu không thì, Hạ Vũ, cậu hy sinh một chút. Hạ Vũ lắc đầu như trống bỏi, sắp khóc, chị dâu. Chị đừng hại tôi, này không phải đẩy tôi vào trong hố lửa sao? Có đôi khi Mỹ Nam kế lại hiệu quả nhất. Hạ Vũ nói thầm, người Tần Nhã Hân thích chính là đại ca, để đại ca làm, vậy mới có hiệu quả. Hạ Vũ, cậu nói cái gì vậy? Dáng vẻ của Tô Yên như thể cậu nói thêm một câu nữa là bà đây sẽ dùng một bạt tai tát chết cậu, cái gì mà để đại ca ra tay, vậy đám người các cậu làm cái gì không biết? Hạ Vũ có một khát vọng sống rất mãnh liệt, vội vàng giải thích, chị dâu. Không phải tôi không thể, là Tần Nhã Hân chướng mắt tôi á. Tôi cũng không trông cậy cô ta xem trọng cậu khiến cô ta ghê tởm là được.
Tô Uyên cười đến mức nham hiểm, vì sao ám giả các cậu lại nhiều đàn ông độc thân như vậy, đó chính là thiếu kinh nghiệm thực chiến, cậu coi như là luyện tập đi, âm thầm theo dõi không bằng ra ngoài sáng, cậu mua chút hoa, quà tặng, xum xoe nịnh bợ cô ta nhiều hơn cũng không sao cả, cậu phải bày ra dáng vẻ rất thích cô ta, hiểu chưa? Chị dâu, chị định làm thật sao? Mặt Hạ Vũ như đưa đám. Cậu thấy tôi có giống như đang nói đùa không? Tô Uyên vỗ vỗ bả vai của Hạ Vũ, trịnh trọng nói, nhiệm vụ khó khăn này sẽ giao cho cậu nhé. Để lại lời này, Tô Uyên tự mình lái xe đi, để Hạ Vũ ở lại trong bệnh viện. Lục Cận Phong biết được ý đồ của Tô Uyên, ra lệnh cho Hạ Vũ, cứ theo lời chị dâu cậu nói mà làm, một ngày 24 tiếng quấn mãi không rời, hẳn là có hiệu quả. Hạ Vũ, không hồ là hai vợ chồng. Hạ Vũ dám khẳng định, đại ca nhất định là cố ý, gã quấy rầy chuyện tốt của đại ca đây là đang có thù tất báo. Gã đột nhiên rất muốn đi châu Phi đảm nhận nhiệm vụ, còn tốt hơn việc đối mặt với Tần Nhã Hân. Hạ Vũ thật sự không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, Tô Uyên đưa ra phương pháp cho gã, gã ngay lập tức làm theo. Hạ Vũ đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng lớn trước lại đi mua sô-cô-la, rồi như thế mà quay về phòng bệnh. Tần Nhã Hân không ngủ thật, thấy Hạ Vũ đi rồi lại quay lại, một tay hoa tươi một tay sô-cô-la, cũng mở mịt luôn. Anh làm cái gì vậy? Hạ Vũ rất ngượng ngùng, lại rất nhút nhát, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Tần Nhã Hân, tặng đồ đến, giống như học thuộc lời thoại, gượng gạo nói, lời đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi tên là Hạ Vũ, Hạ trong mùa hạ, Vũ trong mưa, năm nay 35 tuổi, người trái đất, trong nhà không cha không mẹ, có một người em trai, lương một năm của tôi 100 vạn, nhưng mà bây giờ cũng chưa mua nhà, đều là ở cùng với đại ca tôi, nếu như em muốn mua nhà, viết tên em, tôi cũng đồng ý. Hạ Vũ là trẻ mồ côi, cũng không biết mình cụ thể là người ở đâu, dù sao cũng là ở đế đô to lớn. Tần Nhã Hân bị lời nói của Hạ Vũ làm cho sững sờ, thật sự không thể tìm được lời nào để nói, cuối cùng nhả ra một câu, đầu anh có bệnh à? Hạ Vũ ngẩng đầu, nghiêm túc phản bác, đầu tôi không có vấn đề, hoàn toàn bình thường, đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi, các chỉ số đều bình thường. Ngay cả báo cáo kiểm tra sức khỏe Hạ Vũ cũng lấy ra luôn. Tần Nhã Hân. Cô ta thật sự bị động tác của Hạ Vũ làm cho sững sờ. Cô ta muốn không thể tách rời với Lục Cận Phong, Hạ Vũ đến chung vui làm cái gì? Nào nhất định là chủ ý của Tô Uyên. Nghĩ như vậy, trong lòng Tần Nhã Hân lại càng hận Tô Uyên hơn. Bây giờ cô ta đang sử dụng thân phận của Hứa Nguyên, cô ta không thể để bại lộ được, chỉ có thể đè nén lửa giận, giả vờ không hiểu, anh Hạ, thật xin lỗi, anh có ý gì? Hạ Vũ nghiêm túc, không nhìn ra là tôi đang theo đuổi em sao? Lòng Tần Nhã Hân cũng đã hộc máu rồi. Anh Hạ, trong bụng tôi vẫn đang mang thai đứa trẻ đó, đây là của chồng trước tôi. Không sao cả, mua một tặng một, rất có lời, từng bước đều thích hợp, em yên tâm, tôi nhất định sẽ không ngược đãi con của chúng ta. Tần Nhã Hân, nhìn xem, nói cái gì? Trực tiếp thành con chúng ta rồi. Khu biệt thự nào đó ở đế đô? Một trong những căn biệt thự ở phía sau được bảo vệ nghiêm ngặt, ban ngày cổng lúc nào cũng đóng chặt. Nơi này chính là một nơi đặt chân khác của Tô Duy ở đế đô, phòng khách lầu 2 biệt thự, Tô Duy và Chu An đang ngồi đối diện nhau. Tô Duy đeo mặt nạ, dùng tay phải pha trà, đại ca Chu dám cả gan một mình tìm tới cửa, thật sự là khiến cho người ta khâm phục. Đừng giả bộ thần bí gì nữa, gỡ mặt nạ xuống đi, Tô Duy. Chu An bưng chén trà lên, nói chúng ta bàn chuyện làm ăn. Tay Tô Duy pha trà khẽ dừng lại, nếu đã bị nhìn thấu rồi, mà còn mang mặt nạ nữa, thì cũng là bịt tai trộm chuông. Tô Duy tháo mặt nạ xuống, cười lạnh nhìn về phía Chu An, làm ăn cái gì? Tôi biết, cậu muốn trả thù thay Lệ Quốc Minh, lần trước cậu cho tôi mượn tay muốn thiêu cháy Lục Cận Phong, đáng tiếc là thất bại rồi, chúng ta có chung kẻ địch, chúng ta có thể liên thủ tiếp. Chu An trực tiếp nói rõ mục đích đến, chỉ cần Lục Cận Phong chết, Địa Sát và Vương Bài mới có thể có chỗ đứng yên ổn trên đường. Tô Duy lạnh lùng cười, đại ca Chu đây là xem tôi là kẻ ngốc sao? Anh là vì phụ nữ đúng không? Người phụ nữ mang thai kia, nếu như tôi đoán không sai, người phụ nữ kia chính là... Câu nói kế tiếp, Tô Duy cũng không nói hết, nhưng đều là người thông minh, hiểu ngay lập tức. Vẻ mặt Chu An khẽ trầm xuống, nguyên nhân kia không phải là trọng yếu, quan trọng là, mục đích chúng ta như nhau. Nhưng tôi không thể tin tưởng anh được, đại ca Chu, lần trước, anh đã có thể lợi dụng tôi đến một chiêu lặng lẽ chuồn mất,
đại ca Chu xuất đạo sớm hơn tôi, công phu tu luyện của tôi ít, đến lúc đó bị đại ca Chu bán đi còn giúp đếm tiền ấy chứ. Hổ phụ sinh hổ tử, có thể chỉnh đốn thiên lang nhanh chóng, còn sợ bị người khác tính kế. Hai người đều đang lên giọng, thăm dò lẫn nhau. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đã xảy ra chuyện. Vẻ mặt Tô Duy khẽ thay đổi, lập tức xuống lầu. Người Tô Duy dẫn đến phân nửa đều nằm ở trên sàn phòng khách rồi. Mà hết thảy những thứ này đều do một người gây ra. Tô Duy sửng sốt nhìn Lâu Doanh Hiên ngang oai hùng trong sảnh lớn, làm sao chị lại tìm tới đây chứ? Chương 453, tỷ lệ trúng đích của Lục Cận Phong cực cao. Lâu Doanh một cước đá người bên cạnh văng ra ngoài, lại giải quyết một người nữa, đôi mắt khẽ nhếch, nhìn về phía Tô Duy ở đầu cầu thang. Khi chị vừa đi ra, còn không biết cậu ở nơi nào, chị lớn lên ở Thiên Lang, cho dù cậu có hợp nhất cả Thiên Lang lại, cậu thật sự coi chị như không có ai trong đó à? Lâu Doanh ngang ngược nghiêng người, bà đây là muốn đá cậu xuống, có đủ phần thực lực kia để tự mình làm đại ca. Tô Duy nhìn những người ngã xuống đất này, cậu ta tin lời Lâu Doanh nói. Khi Lệ Quốc Minh còn sống cũng đã từng nhắc nhở vài lần với cậu ta, nếu như không thể bắt Lâu Doanh làm việc cho mình, vậy tốt nhất đừng trêu đùa. Tô Duy kiềm chế nét mặt đi, đi xuống lầu, cười nói, chị hai, đừng tức giận như vậy, đều là người một nhà, chị làm đại ca em làm đại ca, vậy không phải đều như nhau sao? Đừng dùng dáng vẻ này với chị, đưa thuốc đây cho chị. Ánh mắt Lâu Doanh lạnh như băng, Tô Duy, tốt nhất cậu đừng chọc điên chị không phải chị gái, không có mềm lòng đâu, cậu đối với chị mà nói, chẳng qua chỉ là quan hệ huyết thống hơn người xa lạ một chút mà thôi, chỉ bằng việc cậu muốn chôn sống chị, bà đây cũng đã hận không thể vặn đầu cậu xuống rồi. Chu An ở trên lầu nhìn hai chị em đang tranh đấu, lặng lẽ rời đi bằng lối ra khác. Chị, đây đều là hiểu lầm, vẻ mặt Tô Duy bỗng nhiên đau khổ ôm lấy đầu, giống như là động kinh. Co quắp trên mặt đất vài cái. Toàn bộ quá trình, mặt Lâu Doanh đều không chút thay đổi mà nhìn chằm chằm. Tô Duy khôi phục bình thường, trong mắt đều là sự trong sạch, cậu ta đứng lên từ trên mặt đất, nhìn tất cả mọi thứ trong sảnh lớn, mờ mịt nói, đây là đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy, chị hai, làm sao chị lại ở đây? Nói xong, Tô Duy vỗ vỗ đầu, ảo não nói, không em đang ở nhà học Tô sao, đây là chỗ nào? Lâu Doanh kéo kéo khóe miệng, hả? Lại thay đổi cách khác rồi à? Có cần chị giúp cậu nhớ lại hồi ức hay không? Có phải người kia lại bước ra từ trong cơ thể em đúng không? Trước kia chị nói em bị bệnh, được người nào đó phân liệt, có một bản ngã rất đáng sợ sống ở bên trong cơ thể. Đúng rồi, em nhớ ra rồi, chị hai, chị đi nhanh đi, gã ta muốn đả thương hại chị. Cậu đang trong tình cảnh này, làm sao chị có thể đi chứ? Không sao cả, không nhớ được trước kia đã làm cái gì cũng không sao, chị giúp cậu nhớ lại là được. Dứt lời, Lâu Doanh trực tiếp bắt tay vào làm, một cước đá vào ngực của Tô Duy, đá bay người. Biểu cảm Tô Duy đau đớn, chị hai, chị làm cái gì vậy? Lâu Doanh không nói lời thừa thãi, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Tô Duy, lại đấm một cú tơi bời. Lâu Doanh biết rất rõ các huyệt vị cơ thể, biết chỗ nào đau nhất mà lại không mất mạng, cô ta chuyên chọn những chỗ đau nhất để xuống tay. Tô Duy kêu la thảm thiết liên tục, không ngừng cầu xin tha thứ, chị hai, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, em chính là em trai ruột của chị mà. Cha mẹ cũng không còn sống nữa, vậy thì lại càng phải để chị người chị ruột này dạy dỗ cậu thật tốt. Lâu Doanh xuống tay rất mạnh, vẻ mặt Tô Duy dần dần thay đổi, đột nhiên, trong cơ thể như có một cỗ sức mạnh bùng phát, vậy mà lại dùng một đấm đẩy Lâu Doanh ra. Tô Duy bật người đứng lên, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâu Doanh, em chính là em trai ruột của chị đây là muốn giết chết em. Lâu Doanh cười lạnh một tiếng. Tràn đầy ngang ngược hất tóc một cái, không giả vờ nữa sao? Bà đây không ra uy, thì cậu thật sự coi bà đây là người ăn chay, cậu còn muốn giết chết chị à, bà đây còn khách sáo với cậu sao? Ban nãy từ đầu tới cuối Tô Duy đều không hề bình phục lại bình thường, chuẩn xác mà nói, vẫn luôn bị một nhân cách khác chiếm cứ, yếu thế ban nãy đều là giả bộ cả. Lâu Doanh liếc mắt một cái là biết tổng, không nói lời vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Tô Duy vặn vặn cổ, phát ra âm thanh rắc rắc. Vẻ mặt u ám, nụ cười khát máu, chị hai, em nói rồi, chỉ cần chị liên thủ với em, vì cha em mà báo thù, thuốc, em dâng hiến bằng hai tay. Nếu như chị không đồng ý thì... Tô Duy cười đến u ám, em đây cũng chỉ có thể chịu đau đớn, đưa chị hai đến âm phủ chăm sóc cha em thôi. Con bà nó chứ?
Lâu Doanh một phát bóp chặt cổ Tô Duy, cậu nói lại lần nữa thử xem, thuốc, cậu có đưa hay là không? Dáng vẻ Tô Duy không chút sợ hãi, để Lâu Doanh tùy ý bóp chặt, cũng không phản kháng, kiêu ngạo cười nói, chị hai, em biết chị không sợ chết, khi đã từng sống những ngày liếm máu trên lưỡi dao, thì đó chính là dập đầu ở trên lưng quần rồi. Nhưng chị hai không sợ chết, có người sợ chết nha, chị cũng không nhẫn tâm để tên ngốc kia mất mạng đúng không? Đây là lấy vạn nhất ra uy hiếp Lâu Doanh. Lâu Doanh chế nhạo, lấy một tên ngốc ra uy hiếp chị, cậu cảm thấy chị sẽ để ý sao? Dù sao cũng ngu ngốc, nếu như cậu giải quyết phiền phức ấy thay chị còn phải biết ơn cậu đấy. Chậc chậc, phụ nữ ấy à, đều thích miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Tô Duy cười đến mức vô cùng thiếu đánh, chị hai. Nếu như em thật sự động vào một cọng tóc của tên ngốc kia, sợ là chị sẽ lột da của em ra. Đột nhiên, Tô Duy hô to với bên ngoài một tiếng, đưa cái tên ngốc kia vào đây. Lâu Doanh theo bản năng nhìn về phía sau, Tô Duy nhân cơ hội thoát khỏi gông cùm xiềng xích, chạy từ cánh cửa phía sau. Lâu Doanh ý thức được mình bị mắc mưu, đang muốn đuổi theo, chính thuộc hạ Tô Duy đã ra tay với Lâu Doanh, bám chặt lấy Lâu Doanh. Chờ Lâu Doanh giải quyết xong xuôi. Tô Duy đã chạy không còn bóng dáng nữa. Lâu Doanh tức giận đến mức mắng to, con bà nó chứ. Để cho Tô Duy chạy thoát, sau này muốn tìm được người, vậy cũng không còn dễ nữa. Nhà cũ nhà họ Lục. Tô Yên ở nhà cũng các con, cho dù có bao nhiêu phiền muộn, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bé ba bé tư, cũng đều tan biến hết. Cục cưng, thật sự càng nhìn càng thấy dễ thương, làm sao mà mẹ lại sinh được thế này chứ, thật đẹp trai. Tô Yên càng nhìn càng thích, khóe miệng cũng không nhịn được mà câu lên. Lúc này, điện thoại của Tô Yên vang lên, là cuộc gọi video từ Hạ Phi. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc rồi, Tô Yên sắp nhớ muốn chết rồi, nhanh chóng nối máy. Vừa nối máy xong, trong cuộc gọi video hiện ra hai cái đầu bóng loáng phát sáng. Cục cưng, ôi, đầu bóng quá nha. Tóc của Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đều cạo chọc hết, hai cái đầu chen chúc ở trong video. Tô Yên nhìn thấy không nhịn được mà muốn cười. Hạ Vũ Mặc rất bảnh trẻ, trước kia sống chết không cho ai đụng vào tóc của cậu bé, nhưng mà đi lên đảo, cho nên phải tuân thủ theo quy định của trên đảo, không thể bởi vì là con trai của Lục Cận Phong thì được đối xử đặc biệt. Hạ Vũ Mặc sờ sờ đầu bóng lưỡng, mẹ, con và anh trai rất nhớ mẹ á, còn có em trai nữa, mẹ, chúng con muốn nhìn em trai. Tô Yên xoay ngược camera lại, nhắm ngay vào bé ba bé tư. Hạ Phi Hạ Vũ Mặc phấn khích chào hỏi với các em trai. Tô Yên bỗng nhiên lại cảm thấy rất tức ngực, giống như là trong bụng có quá nhiều dầu mỡ gì đó, khiến cho cô không thoải mái. Hai đứa nói chuyện với các em trước, mẹ đi mở cửa sổ một chút. Tô Yên cảm thấy ngột ngạt hẳn là do không mở cửa sổ nên mới vậy. Tô Yên đi mở cửa sổ, ánh mắt lơ đãng khẽ liếc qua lịch ghi nhớ chu kỳ kinh nguyệt trên vách tường. Hôm nay là ngày 3. Chu kỳ kinh nguyệt của cô đã chậm một tuần rồi. Chẳng lẽ lại trúng nữa? Tô Yên nghĩ đến tỷ lệ trúng đích của Lục Cận Phong, lo lắng cầm que thử thai đi vào trong nhà vệ sinh. Cô vừa mới đi vào trong, Lục Cận Phong đã quay về, bé ba bé tư ở trong rào chắn nói chuyện video với Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc. Hạ Phi nhìn thấy Lục Cận Phong từ bên trong video, hô một tiếng, cha ạ. Hạ Vũ Mặc cũng gọi, cha ạ, hôm nay ông Tiết khen con đó, nói con có thiên phú dị bẩm. Tình hình mỗi ngày của Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi ở trên đảo đều có người báo cáo với Lục Cận Phong. Hạ Vũ Mặc quả thật có thiên phú dị bẩm trong phương diện thủ đoạn này, những anh trai chị gái, cô chú trên đảo kia, không mộ ai có thể tránh được thủ đoạn của Hạ Vũ Mặc. Nghe nói một nhúm tóc duy nhất trên đầu ông Tiết cũng bị Hạ Vũ Mặc xoèn xoẹt làm mất, nguyên nhân là do Hạ Vũ Mặc đến phòng thí nghiệm của Sa Thành Nghị lấy lọ thuốc dụng tóc cho thêm vào trong dầu gội đầu của ông Tiết. Ông Tiết vì thế mà tức giận đến mức 3 ngày không dám ra ngoài cửa gặp người khác. Lục Cận Phong đưa mắt nhìn quanh phòng, không thấy Tô Yên, hỏi, mẹ mấy đứa đâu? Bé ba bé tư đồng loạt nhìn về phía nhà vệ sinh. Bây giờ bé ba bé tư đã bắt đầu nhận thức được, tìm người được rồi. Lục Cận Phong đi về phía nhà vệ sinh, gõ cửa, bà xã ơi. Tiếng kêu này của Lục Cận Phong khiến cho Tô Yên ở trong nhà vệ sinh hoảng sợ. Que thử thai trong tay cũng rơi xuống mặt đất luôn. Lục Cận Phong đẩy cửa đi vào, thì vừa vặn nhìn thấy Tô Yên ngồi ở trên bồn cầu, que thử thai rơi ở trên mặt đất. Chương 454, năm tháng êm đềm gió nhẹ không hanh. Ánh mắt của Lục Cận Phong dừng trên que thử thai, trong lòng lập tức dâng lên niềm vui sướng.
chúng nữa, lần này là, con gái, con trai, hay là đôi trai, đôi gái. Phỏng theo hai ví dụ lần trước, Tô Yên cũng có thể sẽ mang thai sinh đôi, con trai hay con gái thì chưa xác định được. Không chúng. Tô Yên nhặt que thử thai lên, nhún vai, đồng chí, cách mạng chưa thành công, còn cần cố gắng nữa. Nói đến chuyện sinh con gái này, thực ra hai người đều giữ tâm lý cứ thuận theo tự nhiên, có thì vui vẻ, không có cũng sẽ không mất mát. Tô Yên không chỉ không trúng chiêu, ngược lại gì cả cũng đến cùng lúc. Lục Cận Phong cũng thoáng liếc qua khăn tay ở trong thùng rác, dịu dàng mà vuốt tóc Tô Yên, đi lên giường nằm nghỉ đi, anh đi nấu một ly nước đường gừng ấm cho em. Mỗi lần gì cả đến Tô Yên đều sẽ đau bụng, đùi chua xót, Lục Cận Phong đều sẽ tự mình chăm sóc. Ông xã, anh thật tốt. Tô Yên ôm lấy cổ của Lục Cận Phong, đưa lên hôn một cái. Phụ nữ quả nhiên đều được làm từ nước. Lục Cận Phong cười cười, xoay người đi ra ngoài. Tô Yên suy nghĩ một chút, mới phản ứng lại. Phụ nữ là nước, cho hơi ấm, thì đó phải là nước ấm, nếu như thiếu vắng đàn ông, sẽ biến thành một ly nước đá. Tô Yên đi lên giường nằm nghỉ ngơi, kết thúc cuộc gọi video với Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, bé ba và bé tư cũng bị Lục Cận Phong đưa cho bảo mẫu mang đi. Mệt mỏi từ sáng đến tối, Tô Yên cũng muốn nghỉ ngơi, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, cầm lấy điện thoại di động gọi điện cho An Hinh. Tô Yên gọi cả mấy cuộc điện thoại cũng không có người nhận, cuối cùng nhắn tin cho An Hinh, khi nào rảnh thì gọi điện lại. Tin nhắn vừa được gửi đi, Tô Yên chui vào trong chăn ngủ một chốc. Giấc ngủ của Tô Yên rất nông, khi Lục Cận Phong bưng nước đường gừng vào, thì cô tỉnh dậy, không có ngồi dậy, dựa vào đầu giường, giống như con mèo lười biếng, dịu dàng như nước mà nhìn Lục Cận Phong. Lục Cận Phong đặt nước đường gừng ở trên tủ đầu giường, cầm lấy tay Tô Yên bụng lại, nhìn xem anh làm cái gì đây. Cảm thấy anh đẹp trai. Tô Yên điều chỉnh tư thế một cái, cười yếu ớt, thật ra lần đầu tiên gặp anh, em đã cảm thấy anh đẹp trai. Lần đầu tiên. Lục Cận Phong câu môi, lần đầu tiên, ngay cả dáng vẻ anh là tròn hay là dẹt em cũng không biết, làm sao biết dáng vẻ đẹp trai. Năm đó hai người trời xui đất khiến, quả thật ngay cả đối phương là ai, dài ngắn như thế nào cũng không nhìn rõ. Nếu như không phải năm đó bác sĩ nói cơ thể của Tô Yên không thích hợp để làm phẫu thuật sinh non, cô cũng sẽ không để lại Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, cũng sẽ không có những ngày hạnh phúc như hôm nay. Tô Yên chuyển chủ đề, xem xét kết quả hẳn là có hơi nước. Có lẽ là chỗ nào đó xảy ra vấn đề, em hỏi đồng chí Tần, Tần Nhã Hân bị dị ứng với đậu phộng, Hứa Nguyên cũng bị dị ứng với đậu phộng, hơn nữa trên mặt Hứa Nguyên cũng có một vết sẹo rất nông, trước kia dùng kem nền để che khuất, mới không phát hiện ra. Em đã trao đổi với Lãnh Phùng, vụ án của Tần Nhã Hân đã kết án rồi, không có chứng cứ xác thực, trước tiên không rút dây động rừng, Tần Nhã Hân xảo quyệt, một khi kinh động, muốn bắt được đuôi của cô ta cũng khó khăn. Lục Cận Phong thử độ nóng của nước gừng đường, nói, có thể uống rồi, anh đút cho em. Tô Yên ngượng ngùng, em tự uống được. Lục Cận Phong đút, rất không được tự nhiên ấy. Tô Yên uống một hơi hết sạch, trong bụng ấm áp, quả thật thư giãn hơn rất nhiều. Việc Tần Nhã Hân này em xử lý đi, bây giờ anh chỉ hy vọng Sa Thành Nghị bên kia nhanh chóng nghiên cứu được thuốc, cơ thể của Lâu Doanh không thể kéo thêm được lâu nữa. Ừ, đánh rắn phải đánh dập đầu, trong lòng anh biết rõ. Em ngủ một giấc đi, anh sẽ trông chừng ở bên cạnh em. Được. Loại cuộc sống đơn giản mà khắp nơi đều là ấm áp này, mới là thứ Tô Yên muốn. Lục Cận Phong cầm máy tính ở ngay bên cạnh, một bên xử lý chuyện công ty, một bên canh Tô Yên. Gió nhẹ không hanh, năm tháng êm đềm. Trong lòng Tô Yên giống như được nhét đầy, nằm nghiêng nhìn Lục Cận Phong, nhìn một lúc rồi ngủ thiếp đi. Sau này Tô Yên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đã đêm khuya rồi. Cô mơ mơ màng màng nhấc máy điện thoại, alo, ai vậy? Trong điện thoại là tiếng khóc tê tâm liệt phế của An Hinh, Tô Yên, mình sống không nổi nữa, cũng không còn mặt mũi để sống nữa. Chương 455, chúng ta cứ giày vò nhau cả đời đi. Tiếng kêu khóc của An Hinh khiến người ta đau lòng, Tô Yên còn đang ngái ngủ cũng hoàn toàn tỉnh táo, Hinh Hinh, có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu, bây giờ mình đến chỗ cậu luôn đây. Lục Cận Phong cũng bị tiếng điện thoại đánh thức, anh ngồi dậy nghe hai người nói chuyện. An Hinh trong điện thoại khóc không ngừng, mình không còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa. Tô Yên không biết đã xảy ra chuyện gì, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy An Hinh khóc thê thảm như vậy. Tô Yên phải hỏi đi hỏi lại mấy lần thì An Hinh mới nói mình đang ở đâu cho cô biết. Tô Yên cúp điện thoại,
sau đó lập tức mặc quần áo đứng dậy. Yên Yên, anh đi cùng em. Lục Cận Phong lo lắng cho Tô Yên, trời bên ngoài đã tối, lại đang mưa nữa. Ừ, Tô Yên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có Lục Cận Phong bên cạnh thì cô cũng yên tâm hơn chút. Hai vợ chồng cô rời nhà, sau đó tìm thấy An Hinh đang ngồi trong một trạm xe buýt bên ngoài đường Vành Đai 3. Khi Tô Yên cầm ô đi tới nhìn thấy An Hinh, cô đã cực kỳ sốc. Quần áo An Hinh xộc xệch, tóc tai bù xù, trên cổ và cánh tay có nhiều dấu vết mờ ám, trên váy còn có vết máu. An Hinh giống như một chú mèo con bơ vơ ngồi co ro dưới biển báo trạm dừng xe buýt. Nhìn An Hinh như vậy, người nào tinh ý một chút là biết ngay cô ấy đã trải qua những gì. Hinh Hinh, Tô Yên vội vàng khoác áo của mình cho An Hinh hòng che đi những dấu vết trên người cô ấy. Tô Yên, nhìn thấy Tô Yên, An Hinh lập tức bật khóc, cảm xúc mất khống chế mà nhào vào trong lòng Tô Yên, khóc đến là đau lòng. Hinh Hinh, là kẻ nào làm? Nói cho mình biết, mình sẽ giết kẻ đó thay cậu. Tô Yên cực kỳ đau lòng, cũng cực kỳ tức giận, An Hinh là người bạn thân nhất của cô. Nếu để cô biết được kẻ nào dám ức hiếp An Hinh, cô nhất định sẽ không dễ dàng tha cho tên đó. An Hinh chỉ khóc mà không nói gì. Trời mưa to, gió lại lạnh nên Tô Yên chỉ đành đưa An Hinh lên xe trước. Về với mình trước đã. Đừng sợ, có mình ở đây rồi. An Hinh lên xe, Lục Cận Phong và Tô Yên liếc mắt nhìn nhau. Tô Yên âm thầm lắc đầu với Lục Cận Phong, Lục Cận Phong không nói gì thêm, khởi động xe lái trở về. Trở lại nhà cũ của nhà họ Lục, Tô Yên ở cùng An Hinh, Lục Cận Phong chỉ có thể chịu cảnh phòng đơn gối chiếc. Cả người An Hinh đã ướt đẫm, mặt mày cô ấy vô cảm, nói, Tô Yên, mình muốn đi tắm. Được, mình đi xả nước cho cậu nhé, cậu chờ một lát. Tô Yên chu đáo xả nước sẵn vào bồn, sau đó chuẩn bị quần áo để cô ấy thay. An Hinh đã ngừng khóc, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, thế này càng làm cho Tô Yên lo lắng thêm. Ngay cả khi An Hinh đi tắm, cô cũng phải trông ở cửa không dám rời đi. Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng khóc nức nở của An Hinh. Trong lòng Tô Yên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô cứ đứng ở cửa như vậy, chỉ sợ An Hinh làm chuyện gì ngu ngốc. An Hinh sinh ra đã ngậm thìa vàng, là công chúa nhỏ của nhà họ An. Cô ấy kiêu ngạo, lại cao quý, đã bao giờ phải chịu tủi nhục như thế này đâu. Thời gian từng phút trôi qua. Ước chừng nửa giờ sau, trong phòng tắm vẫn không có tiếng động gì, Tô Yên lo lắng, Hinh Hinh. Tắm xong chưa, Hinh Hinh. Gọi rất lâu nhưng không thấy ai trả lời. Tô Yên cuống lên đang định phá cửa thì cửa đột nhiên mở, An Hinh quấn khăn tắm đi ra. Cổ cô ấy bị trà sát đến mức chóc cả một mảng da, đỏ ửng lên, nhìn mà giật mình. An Hinh nhìn Tô Yên, khóc không thành tiếng, Tô Yên, mình không tắm sạch được, làm thế nào cũng không sạch được nữa. An Hinh vốn là người rất sợ đau, vậy mà giờ cô ấy lại tự trà sát người mình đến chóc ra như vậy. Hinh Hinh, sống mũi Tô Yên cay cay, cô ôm lấy An Hinh, mọi chuyện rồi sẽ qua mà, đừng khóc, nói mình biết đã xảy ra chuyện gì, là tên khốn kiếp nào làm. Tô Yên đồng cảm sâu sắc với An Hinh, bởi lẽ hồi đó cô cũng đã mất đi sự trong trắng bởi mưu kế của Tần Phương Linh và Tô Vân. Suốt một năm ấy cô chìm đắm trong đau khổ, gần như đã gục ngã. Tô Yên vốn tưởng rằng kẻ làm nhục An Hinh là một tên biến thái, hoặc là hạng cùng hung cực ác thấy gái đẹp nên nổi ý xấu nào đó, nhưng không ngờ An Hinh lại nói, là An Minh. An Minh. Tô Yên sửng sốt không dám tin vào tai mình, sao có thể là An Minh được. Cho dù ngày thường hai người này không vừa mắt nhau thật, nhưng cũng đâu đến mức để An Minh làm ra chuyện như vậy, bọn họ dù gì cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Nước mắt An Hinh rơi ngày càng dữ dội. Cô ấy che mặt khóc, An Minh không phải là con riêng của cha mình, An Minh hận nhà họ An, cha mẹ anh ta gặp chuyện do cha mình cảm thấy có lỗi nên đã nhận nuôi An Minh, sau đó nói với bên ngoài anh ta là con ruột của ông ấy. Tô Yên không ngờ nhà họ An lại có bí mật như vậy. Theo lời An Hinh, An Minh làm nhục cô ấy để trả thù. An Hinh cuộn tròn trên sofa, cô ấy ôm lấy hai chân mình, vùi mặt vào giữa hai chân rồi nói với giọng điệu tràn ngập sợ hãi, Tô Yên. An Minh sẽ không buông tha cho mình, anh ta nói mình phải trả nợ thay nhà họ An, anh ta là một kẻ biến thái. Nếu là người khác ức hiếp An Hinh, Tô Yên có thể đứng ra bảo vệ cho cô ấy, nhưng người này lại là An Minh. Cha An luôn rất yêu thương An Minh, thậm chí còn giao cả công ty cho An Minh, nếu An Minh đã không phải con cháu nhà họ An mà cha An còn làm chuyện này, vậy e rằng ông ta đang có ý nghĩ sâu xa nào đó.
đó là có ý muốn gả An Hinh cho An Minh. Tô Yên lo rằng An Minh sẽ không làm chuyện như vậy với An Hinh nếu không có sự đồng ý ngầm của cha An. Nếu thực sự là vậy thì cô chỉ là người ngoài cuộc, có cha An ở đó, cô cũng không thể đứng ra bảo vệ An Hinh được. Tô Yên không dám nói cho An Hinh phỏng đoán của mình, nếu không cô ấy sẽ càng thêm không chấp nhận được. Hinh Hinh, ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ ngợi gì cả, nhé. Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành An Hinh. An Hinh không ngủ được, có Tô Yên ở bên cạnh, tâm trạng cô ấy đã ổn định hơn một chút, không có ý muốn tự sát nữa. Trời mưa suốt đêm. An Hinh mất ngủ cả đêm. Trời vừa sáng, cô ấy đã rời khỏi nhà họ Lục nhân lúc Tô Yên vẫn đang say giấc nồng. Ngay khi An Hinh bước ra khỏi nhà Lục, cô ấy đã lập tức bị kéo lên một chiếc xe đỗ bên cạnh. An Hinh kêu gào chống trả theo bản năng, thả tôi ra. An Hinh, em là của tôi, đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn nữa, cả đời này của em chỉ dành để chuộc tội, không cần thiết phải làm gì khác cả. Giọng nói quen thuộc khiến An Hinh dùng mình một cái. An Hinh nhìn rõ người đàn ông trước mặt, đường nét tuấn tú, góc cạnh sắc bén, anh Tuấn là vậy nhưng trong mắt cô ấy, anh ta lại là một tên ác quỷ. An Minh, đồ khốn nạn, mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ nói với cha rằng anh đã làm nhục tôi. Xin mời, An Minh không bị dọa chút nào, anh ta kéo lấy tay An Hinh, sao nào, em vẫn còn nhớ nhung tên công tử bột nhà họ Lý sao? Có tôi ở đây. Cả đời này em đừng hòng gả cho người khác, tôi sẽ không cho phép điều đó. Anh đúng là một kẻ mất trí, bệnh hoạn, tôi phải đi nói với cha tôi phải tống anh vào tù, làm anh thân bại danh liệt. An Hinh là kiểu người thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nếu bị ép uổng, cô ấy sẽ làm như vậy. Nhưng câu tiếp theo của An Minh đã đập tan ý nghĩ đó của cô ấy. An Minh cười lạnh, nói em có thể đi kiện, đến lúc đó tôi và cha em sẽ ngồi tù chung luôn. Được vậy sẽ không còn cô đơn nữa. Mà này, tội giết người phải ngồi tù bao nhiêu năm nhỉ? An Hinh chơi vơi trên bờ vực sụp đổ, anh ta đang đe dọa cô ấy. Điện thoại của An Hinh đổ chuông, cô ấy còn chưa kịp bắt máy thì An Minh đã giật lấy. Là Lý Văn gọi đến. An Minh nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, tức giận đến mức thẳng tay ném điện thoại ra ngoài. Sau này ngoài tôi ra, bất cứ tên đàn ông nào khác cũng đừng hòng tiếp cận em. An Hinh hét lên đau khổ, giơ tay đánh loạn, anh là đồ ma quỷ. An Minh dễ dàng chặn lại tay An Hinh rồi áp chặt lên đỉnh đầu cô ấy, anh ta vùi đầu vào cổ An Hinh với đôi mắt đỏ ngầu, khàn giọng nói An Hinh, chúng ta cứ giày vò nhau như vậy cả đời đi. Chương 456, ăn ý. Lúc Tô Yên tỉnh lại thì phát hiện An Hinh đã đi rồi, điện thoại cũng tắt máy. Tô Yên lo lắng đến mức bỏ cả bữa sáng để lái xe đến nhà họ An. An Chí Thanh cha của An Hinh đang định đi ra ngoài thì Tô Yên tới, chú An. An Chí Thanh quay đầu lại, tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Yên. Lúc trước Tô Yên chưa gả vào nhà họ Lục, nhưng An Hinh đã nhiều lần đưa Tô Yên về nhà. Đối với một Tô Yên có thân phận và xuất thân không bằng nhà họ An, An Chí Thanh tỏ thái độ rất thờ ơ với cô. Dựa vào địa vị xã hội của nhà họ An, luôn có rất nhiều người muốn xu nịnh An Chí Thanh. An Chí Thanh cũng chỉ coi Tô Yên là một trong số đám người này, muốn thu lợi từ An Hinh chứ chẳng hề có thứ gọi là tình cảm bạn bè chân thành trong cái giới này. Nhưng bây giờ Tô Yên đã là vợ của Lục Cận Phong, cũng là con gái nuôi của Lý Mộc Sinh, đây lại là một câu chuyện khác. An Chí Thanh cười nói, Tô Yên, cháu đến tìm Hinh Hinh hả? Đứa nhỏ này cả đêm không về, cũng không biết đã đi đâu. Con cái mà, càng lớn tính tình càng táo bạo, rất khó quản lý, cháu là bạn thân nhất của Hinh Hinh. Bình thường nhớ phải khuyên nhủ dạy bảo con bé nhiều hơn. Giọng điệu của An Chí Thanh khiến người ta có cảm giác đang cố lôi kéo làm thân. Ông ta muốn kéo gần quan hệ với cô thông qua An Hinh. Đương nhiên, người mà An Chí Thanh muốn thân cận không phải là Tô Yên, mà là Lục Cận Phong và Lý Mộc Sinh phía sau Tô Yên. Đây gọi là mạng lưới quan hệ. Tô Yên cũng không phải kẻ ngốc, lúc trước khi cô đến nhà họ An, thái độ của An Chí Thanh như thế nào? Thái độ ông ta bây giờ lại ra sao, so sánh một chút là hiểu ra ngay, tâm tư lộ liễu quá mức. Nhưng bây giờ Tô Yên đang bận lo cho An Hinh nên cũng lười đoái hoài tới. Chú An, đúng là cháu đến tìm Hinh Hinh. Tối hôm qua cậu ấy ở chỗ cháu, nhưng sáng nay cháu vừa dậy đã chẳng thấy cậu ấy đâu nữa. Cháu lo cậu ấy sẽ gặp chuyện gì đó không may. An Chí Thanh hờ hững nói, Hinh Hinh lớn như vậy rồi còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chắc con bé đến nhà người bạn nào đó chơi thôi, để chú kêu người hỏi xem.
Tô Yên đổi một cách hỏi khác, chú An Minh có ở nhà không? An Chí Thanh suy nghĩ một chút, hình như cũng 2 ngày rồi chú chưa có gặp đứa nhỏ kia. Anh ta thường đi xã giao đến tận hơn nửa đêm mới về nhà, cũng chẳng biết có về hay không. An Chí Thanh hỏi quản gia bên cạnh, An Minh về chưa? Quản gia lắc đầu, đại thiếu gia ra ngoài từ sáng hôm qua tới giờ vẫn chưa về, tôi gọi điện thoại hỏi cậu ấy nhé. Chú gọi điện hỏi xem, An Chí Thanh kêu quản gia gọi điện thoại. Tô Yên cau mày cố ý hỏi, chú An, chắc chú cũng biết chuyện Lý Văn đang theo đuổi An Hinh nhỉ? Chú An nghĩ sao về chuyện này? Tô Yên hỏi vậy khiến trong lòng An Chí Thanh có chút bồn chồn. Ông ta nghiền ngẫm ý của Tô Yên, rốt cuộc đây là ý của nhà họ Lý, hay chỉ là câu Tô Yên thuận miệng hỏi mà thôi. An Chí Thanh cười nói, Hinh Hinh vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, vấn đề cưới gả không cần gấp gáp. Hinh Hinh là đứa ham chơi, để con bé chơi thêm vài năm nữa rồi tính chuyện đó cũng không muộn. Không hổ là người lăn lộn trong giới kinh doanh, ăn nói không chê vào đâu được. Tô Yên hiểu ý An Chí Thanh, nói vậy nghĩa là không đồng ý. Địa vị xã hội của nhà họ Lý vẫn còn đó, Lý Văn lại là con một, An Chí Thanh không có lý do gì để khước từ một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối như vậy. Trừ khi như cô đã đoán từ trước, An Chí Thanh có sắp xếp khác cho chuyện hôn nhân của An Hinh. Quản gia gọi xong bèn đi ra, nói, thưa ngài, không có ai nghe máy. Không liên lạc được với cả An Hinh và An Minh, lúc này Tô Yên càng lo hơn. Chú An, chú nhất định phải tìm được Hinh Hinh và An Minh, nếu không, cháu e là chú sẽ phải hối hận đấy. Lời nói của Tô Yên mang hàm ý khác. Nghe vậy, vẻ mặt của An Chí Thanh hơi thay đổi, nhưng chỉ là thoáng qua, ông ta cười nói, Tô Yên, cháu đừng lo lắng, tuy rằng Hinh Hinh và An Minh không hợp nhau lắm, nhưng An Minh là người biết giữ chừng mực. Bây giờ chú phải tới công ty, hay là thế này nhé, nếu có tin tức của Hinh Hinh thì chú sẽ báo cho cháu biết. Vâng. An Chí Thanh đã nói đến như vậy rồi thì Tô Yên còn nói gì được nữa. An Chí Thanh lên xe cùng quản gia rời đi, xe càng ngày càng xa, An Chí Thanh nghiêm mặt dặn dò kêu An Minh tới gặp tôi. Ban nãy quản gia đã nói dối, ông ta có liên lạc được với An Minh. Vâng, thưa ngài. Tô Yên đứng đó một hồi, lúc định rời đi thì tình cờ gặp Lý Văn. Lý Văn tới tìm An Hinh. Chị à, sao chị lại ở đây, Hinh Hinh có nhà không? Em gọi cô ấy nhưng không ai nghe, gọi lại thì tắt máy luôn rồi. Tô Yên lắc đầu, Hinh Hinh không có ở nhà. Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Em mua 2 vé định hôm nay đưa Hinh Hinh đến Disney chơi, mà xem ra lại không được rồi. Lý Văn không nản lòng, nhún vai cười, đành đợi lần sau vậy. Mà đúng rồi, chị à, chị cho em lời khuyên đi, Hinh Hinh thích đi đâu nhất, thích cái gì nhất? Lý Văn theo đuổi An Hinh được một thời gian dài nhưng cũng chỉ tiến bộ được có chút xíu như vậy. Tô Yên nhớ tới chuyện đã xảy ra với An Hinh cùng lời nói của An Chí Thanh, e rằng Lý Văn nhiệt tình như vậy cũng chỉ phí công vô ích. Tô Yên nói một cách huyền chuyển, Lý Văn, thật ra chị nghĩ em nên đổi sang thích người khác đi. Con người ấy mà, đâu thể ở mãi trên một cái cây được. Chị à, chị không phải là người đầu tiên nói ra điều này, em biết mọi người đều coi thường em. Cho rằng em không làm được gì nên hồn. Đại công tử nhà họ Lý như em muốn phụ nữ không phải chỉ cần vẫy tay là có ngay sao. Nhưng trên đời này chỉ có một Hinh Hinh thôi chị à. Lý Văn nói với ánh mắt kiên quyết, Lý Văn em có lẽ đời này chẳng có tiền đồ gì, cũng chẳng thể làm nên chuyện, nhưng bây giờ em chỉ muốn làm tốt một việc, đó là theo đuổi Hinh Hinh, làm cho Hinh Hinh hạnh phúc, cô ấy vui là em cũng vui rồi. Lý Văn em sống chỉ vì 2 chữ An Hinh. Tô Yên sửng sốt. Mọi người đều cho rằng Lý Văn chỉ muốn chơi đùa, chẳng qua là ham muốn chinh phục của đàn ông mà thôi, cho tới bây giờ cô mới thật sự biết được Lý Văn nghĩ gì. Cả cuộc đời một người làm tốt được một việc, đó đã là điều rất đáng khâm phục rồi. Tô Yên thở dài nói, chị sẽ hỗ trợ em trên tinh thần. Nếu An Hinh cũng có ý này, cô quyết định sẽ ủng hộ bằng hành động đến cùng. Lý Văn cười, cảm ơn chị, em đi tìm Hinh Hinh đây. Tô Yên cũng đến gặp Lâu Doanh. Lý Văn lái xe đi, Tô Yên cũng rời đi ngay sau đó. Khi Tô Yên đến nơi ở của Lâu Doanh, từ phía xa cô đã nhìn thấy Vạn Nhất đang đi vòng quanh nhà, cứ 3 bước lại dập đầu cúi lạy một lần với thái độ thành kính. Tô Yên bước tới, đầu gối Vạn Nhất đã rách cả ra, nhưng dường như anh ta hoàn toàn không cảm thấy đau. Vạn Nhất, anh đang làm gì vậy, mau đứng dậy. Tô Yên cảm thấy kỳ lạ, sao Lâu Doanh và Bạch Phi Minh không ai quan tâm tới Vạn Nhất ngoài này vậy? Vạn Nhất ngu ngơ lắc đầu, không dậy,
tôi phải bái lại, như vậy thần tiên tỷ tỷ sẽ không chết. Tô Yên rất ngạc nhiên, làm sao Vạn Nhất lại biết chuyện sức khỏe Lâu Doanh có vấn đề. Vừa nghĩ tới đây thì Bạch Phi Minh đã đi ra, Tô Yên. Tô Yên nhìn Vạn Nhất đang tiếp tục quỳ lại, hỏi chuyện gì đây? Mới sáng sớm anh ta đã đi quanh nhà bái lại mấy vòng, tôi cũng đâu làm gì được anh ta. Lâu Doanh ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, Bạch Phi Minh nói, với tính tình của cô ấy thì chắc đã đi tìm Tô Duy rồi. Cô ấy biết chuyện rồi hả? Sao cô không ngăn cô ấy lại? Tính cô ấy đã vậy rồi, muốn làm chuyện gì là chẳng ai ngăn lại nổi đâu. Chương 457, du lịch kết hôn. Bạch Phi Minh không quá lo cho sự an toàn của Lâu Doanh, hai người rất hiểu nhau, chỉ cần đối phương muốn làm gì thì đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Lâu Doanh kêu Bạch Phi Minh trông chừng Vạn Nhất, vậy cô ta sẽ thay Lâu Doanh trông chừng người này thật tốt. Tô Yên nhìn Vạn Nhất còn đang thành kính bái lạy, thở dài hỏi, làm sao bây giờ? Đầu gối của Vạn Nhất đang chảy máu, không thể để anh ta tiếp tục thế này mãi được. Anh ta chỉ nghe lời Lâu Doanh thôi. Bạch Phi Minh nhìn bóng lưng Vạn Nhất đang quỳ lạy, nói, biết đâu. Lại có ích thật thì sao? Một khi không thể trông chờ vào y học được nữa, người ta sẽ gửi gắm sinh mạng mình cho thần học. Nếu đã không khuyên được anh ta thì đành trông coi, theo bước anh ta thôi. Bạch Phi Minh và Tô Yên ngồi trên bậc cửa nhìn Vạn Nhất quỳ lạy quanh ngôi nhà từng vòng, mỗi nơi đi qua đều để lại những vết máu lốm đốm. Mỗi khi Vạn Nhất quỳ xuống, khuôn mặt của anh ta sẽ nhăn lại vì đau. Anh ta sợ đau, nhưng anh ta càng sợ Lâu Doanh chết hơn. Trong tâm trí anh ta chỉ có một điều duy nhất, đó là không muốn Lâu Doanh chết. Tô Yên nhìn cảnh này mà trong lòng xúc động, sống mũi hơi cay cay. Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi gửi cho Lâu Doanh. Cô không quan tâm Lâu Doanh có thể kịp nhìn thấy nó hay không, cô chỉ muốn Lâu Doanh biết những gì Vạn Nhất đã làm cho cô ta. Dù cho có biến thành một tên ngốc, anh ta cũng ngốc một cách thuần khiết. Đến cả Tô Yên cũng bị tấm lòng son sắt của Vạn Nhất làm cảm động, cô không tin Lâu Doanh không có cảm giác gì. Bạch Phi Minh nhìn thoáng qua điện thoại của Tô Yên, nói chiêu này hay, dụ rắn ra khỏi hang, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tô Yên, câu thành ngữ này dùng như vậy được hả? Ý định ban đầu của Tô Yên không phải là dụ rắn ra khỏi hang, nhưng Bạch Phi Minh thực sự rất hiểu Lâu Doanh. Chưa đầy nửa tiếng sau, rắn đã chui ra khỏi hang thật. À không, phải nói là Lâu Doanh đã xuất hiện. Một chiếc Mercedes-Benz G-Class thắng gấp lại trước cổng, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Tô Yên và Bạch Phi Minh ăn ý bịt kín hai tai lại, cùng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâu Doanh nhảy xuống khỏi xe với tư thái cực kỳ hiên ngang. Lâu Doanh sải bước về phía Vạn Nhất đang quỳ bái rồi kéo người lên bằng động tác có phần thô bạo. Em đang làm gì? Cô ta còn chưa kịp tức giận, Vạn Nhất vừa nhìn thấy Lâu Doanh đã vui mừng vừa cười vừa đứng bật dậy, thần tiên tỷ tỷ, chị về rồi ạ. Nụ cười là thứ có tác dụng chữa lành hiệu quả nhất. Nụ cười ngốc nghếch của Vạn Nhất khiến Lâu Doanh lập tức nguôi giận, giọng điệu cô ta có chút thay đổi, trở nên dịu dàng hơn mấy phần, em làm gì vậy? Chơi trò tự hại mình hả? Vạn Nhất cười hì hì, em đang bái lạy, em xem trên tivi thấy người ta cũng làm thế này, bái lạy rồi chị sẽ không chết. Lâu Doanh thoáng nhìn nơi đầu gối ướt đẫm máu của Vạn Nhất, máu nhuốm đầy đất và cỏ dại, có thứ gì đó dường như đang đâm vào tim cô ta. Lâu Doanh liếc nhìn Bạch Phi Minh tỏ vẻ mình vô tội, cô ta cũng đâu có biết Vạn Nhất đã xem thể loại phim truyền hình gì để bây giờ lại chạy đi quỳ lại cầu phúc thế này. Đi, chị bôi thuốc cho em, đừng bái nữa, mạng chị lớn, ông trời không lấy đi đâu. Chị sẽ không chết, tốt quá rồi. Vạn Nhất vui mừng vỗ tay. Lâu Doanh đỡ anh ta đi, nhưng mới vừa bước được một bước, Vạn Nhất đã đau đến mức gần như khuỵu xuống. Lâu Doanh không nói lời nào, chỉ trực tiếp bế người lên, còn là bế kiểu công chúa. Tô Yên, Bạch Phi Minh, lúc Lâu Doanh bế mình lên, Vạn Nhất chỉ cảm thấy trong đầu như có mấy mảnh ký ức vụn vỡ xẹt qua, từng cảnh tượng lóe lên rất nhanh rồi biến mất. Hình như trước đây cũng từng có ai đó bế anh ta như vậy. Anh ta đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói. Vô thức dựa vào cánh tay của Lâu Doanh, hành động này trong mắt Tô Yên và Bạch Phi Minh thì lại là ngại ngùng xấu hổ. Lâu Doanh thuận tay bế người bước vào nhà, Tô Yên và Bạch Phi Minh lũ lượt đứng lên nhường đường. Sau khi Lâu Doanh bước qua, hai người nhìn nhau. Quá là dũng mãnh. Lâu Doanh đặt Vạn Nhất lên ghế sofa, lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương. Vạn Nhất vẫn luôn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, đôi mắt đờ đẫn.
sau khi xịt cồn khử trùng lên vết thương, đầu gối truyền đến cơn đau nhói, vạn nhất mới hồi thần lại, chị ơi, đau quá. Em còn biết đau cơ à? Lâu Doanh xịt cồn khử trùng thêm mấy lần, cố mà chịu cho chị, không được kêu, cũng không được khóc. Vạn nhất tủi thân cắn chặt môi, bất kể đau đớn thế nào, anh ta cũng sẽ không khóc không hé răng. Tô Yên và Bạch Phi Minh ăn ý không nói gì, về việc tại sao Lâu Doanh lại biết bệnh tình của mình, bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Xử lý vết thương cho Vạn Nhất xong, Lâu Doanh đứng thẳng người dậy, nhìn Tô Yên và Bạch Phi Minh, đột nhiên nói chị muốn đưa Vạn Nhất đi du lịch. Kết hôn. Chương 458, Lâu Doanh và Vạn Nhất kết hôn tại chỗ. Hai chữ này được thốt ra từ miệng Lâu Doanh, tuyệt đối chính là, hình dung thế nào đây nhỉ? Tô Yên chỉ có thể nghĩ đến hai chữ kinh dị. Tô Yên và Bạch Phi Minh liếc mắt nhìn nhau. Tô Yên hỏi, Lâu Doanh à, em xác định mình đang tỉnh táo chứ? Bạch Phi Minh bổ sung thêm một câu, nếu đầu óc cậu tỉnh táo, tuyệt đối không nói ra những lời này. Mọi người đều biết chuyện của Vạn Nhất và Lâu Doanh, nhưng bỗng chốc nhảy đến trình độ kết hôn, lại còn là du lịch kết hôn, quả thực vẫn trở tay không kịp. Tô Yên gật đầu tán thành, hiện tại Vạn Nhất đang bị ngốc. Đừng nói là kết hôn, em có nói chuyện động phòng anh ta cũng không hiểu. Luật pháp quốc gia quy định, nếu một trong hai bên không thể tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, hoặc là không thể chứng minh song phương đều đồng ý kết hôn, thì không thể kết hôn được. Bạch Phi Minh nói, vợ chồng nhà họ Vạn chưa nói gì, cậu đưa Vạn Nhất đi du lịch kết hôn, chuyện này có phải là chơi hơi lớn không? Vạn Nhất nghe không hiểu, hai mắt đảo tới đảo lui nhìn quanh mấy người. Chị ơi, kết hôn là gì vậy? Lâu Doanh giải thích, kết hôn chính là anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, anh có đồng ý không? Được chứ, em muốn kết hôn với chị. Vạn Nhất vui vẻ vỗ tay. Lâu Doanh nhướng mày nhìn Tô Yên và Bạch Phi Minh, nhìn thấy chưa, em cũng không ép anh ấy tự nguyện. Tô Yên và Bạch Phi Minh. Tô Yên vô thức nói, lời này của em cũng chỉ có thể lừa gạt đồ ngốc thôi. Cũng đúng, hiện tại Vạn Nhất chính là đồ ngốc đấy thôi. Tô Yên nghiêm túc hỏi, em nhất định muốn kết hôn với Vạn Nhất. Lâu Doanh nghiêm túc đáp, trông em giống như đang nói đùa à. Tô Yên thật sự không chắc chắn lắm, nhưng có thể đoán được đại khái ý đồ của Lâu Doanh. Lâu Doanh còn lại không nhiều thời gian, cô ấy nợ Vạn Nhất một ân tình, thế nên muốn báo đáp, cũng coi như bù đắp nỗi tiếc nuối. Nếu em đã quyết định rồi thì thân là người nhà mẹ đẻ của em, bây giờ chị sẽ gọi điện ngay cho vợ chồng nhà họ Vạn. Để mọi người cùng ngồi xuống bàn về thủ tục kết hôn. Không cần đâu, đừng làm những chuyện vô bổ đó. Lâu Doanh xua tay, không câu nệ tiểu tiết, em gọi điện thoại thông báo với họ một tiếng, ngày mai sẽ đưa Vạn Nhất lên đường. Nếu bọn họ cần xính lễ gì đó, em chuyển cho bọn họ là được. Em đã nghĩ sẵn địa điểm du lịch kết hôn rồi, bọn em sẽ đi thành cổ. Nếu các chị cũng muốn đi thì mình cùng nhau đi, càng đông càng vui. Tô Yên giật giật khóe miệng. Cười khan, chị cảm ơn trước nhé, đây là lần đầu tiên chị được mời đi du lịch kết hôn đấy. Bạch Phi Minh bắt được từ mấu chốt, xính lễ, cậu cưới, Vạn Nhất đi ở rể. Đúng vậy, Lâu Doanh ngang nhiên đáp, hỏi ngược lại, có vấn đề gì à? Bạch Phi Minh, cậu vui là được rồi. Lâu Doanh vẫn luôn ngoài dự đoán của mọi người như vậy, làm chuyện gì cũng không ra bài theo lẽ thường. Tô Yên vốn cho rằng Lâu Doanh đã khác với mọi người lắm rồi. Sau đó cô mới biết cái gì gọi là không phải người cùng một nhà thì không vào chung một cửa. Lâu Doanh gọi điện thoại cho vợ chồng nhà họ Vạn, đi thẳng vào vấn đề, cô và chú ạ, cháu định ngày mai đưa con trai hai người đi du lịch kết hôn. Về phần xính lễ, hai người có yêu cầu gì thì có thể nói với cháu. Tô Yên đứng bên cạnh nghe, bật ngón cái bái phục Lâu Doanh. Điện thoại được bật loa ngoài, vợ chồng nhà họ Vạn nghe Lâu Doanh nói muốn kết hôn với con của bọn họ xong. Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây, sau đó tiếng cười ma quỷ của mẹ Vạn truyền tới, kết hôn à, không thành vấn đề, xính lễ làm gì, toàn những thứ vô bổ cả. Đều là người một nhà, nói chuyện tiền nong nghe thô tục biết bao. Kết hôn cần sổ hộ khẩu phải không? Bây giờ cô mang sổ hộ khẩu đến, cháu với con trai cô hãy đi đăng ký kết hôn xong rồi đi du lịch kết hôn, chi phí du lịch cứ để chúng ta thanh toán. Tô Yên và Bạch Phi Minh nhìn nhau. Thế này cũng được. Đỉnh thật. Chưa đến một tiếng đồng hồ, mẹ Vạn đã đích thân cầm sổ hộ khẩu tới, lần này ngay cả Lâu Doanh cũng trợn tròn mắt. Chơi lớn rồi. Khi một người ra bài không theo lẽ thường gặp một người ra bài không theo lẽ thường khác, thế mới biết cái gì gọi là sững sờ. Lâu Doanh cũng không ngờ mẹ Vạn lại thẳng thắn như thế.
Mẹ Vạn trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, mở cửa sau cho Vạn Nhất và Lâu Doanh, nhân viên của cục dân chính được gọi đến tận nơi, lập tức làm giấy đăng ký kết hôn cho hai người. Đến lúc này Tô Yên mới thật sự hiểu được tinh túy của cái câu gọi là đưa cục dân chính đến, mời hai người kết hôn ngay tại chỗ. Đóng dấu, hoàn thành đăng ký kết hôn. Lâu Doanh cầm tờ giấy đỏ, nhìn Vạn Nhất đứng bên cạnh cũng cầm tờ giấy đỏ cười ngây ngô, có phần không thể tin nổi, thế là cô đã kết hôn rồi. Sao cô lại có cảm giác, mình bị lừa nhỉ? Lâu Doanh mang vẻ mặt rối rắm nhìn mẹ Vạn cô. Mẹ Vạn cười sửa lời, gọi cô gì nữa, gọi mẹ đi. Lâu Doanh nhất thời không phản ứng kịp, mẹ. Ừ, mẹ Vạn cười tươi như hoa nở. Lâu Doanh. Vạn Nhất cũng cười ngốc nghếch gọi, mẹ. Mẹ Vạn càng thêm vui vẻ, lấy một tấm thẻ đen ra nhét vào tay Lâu Doanh, con dâu, cái này cho con, đi chơi đi, tiêu thoải mái, đừng tiếc tiền, mẹ với cha chồng con kiếm được. Mẹ chồng tốt cỡ nào đây, Lâu Doanh cảm động rớt nước mắt, thật muốn có thêm một tá mẹ chồng như thế này nữa. Lâu Doanh và Vạn Nhất mơ mơ màng màng kết hôn, Tô Yên và Bạch Phi Minh lại trở thành người làm chứng. Lúc mẹ Vạn rời đi, Tô Yên cũng kiếm cớ đi cùng. Rời khỏi chỗ ở của Lâu Doanh, Tô Yên gọi mẹ Vạn lại, bác Vạn, cháu có đôi điều muốn nói với bác. Được, thật ra mẹ Vạn đã hiểu ý của Tô Yên, thẳng thắn đồng ý. Hai người đến quán cà phê, tìm một chỗ yên tĩnh và ngồi xuống. Tô Yên nói, bác Vạn, cháu cũng không quanh co với bác, chuyện của Lâu Doanh và Vạn Nhất, nhà bác nghiêm túc chứ. Tô Yên cũng hy vọng Lâu Doanh hạnh phúc, chẳng qua thái độ của vợ chồng nhà họ Vạn, thật sự khiến người ta không ngờ tới. Không hỏi rõ ràng thì cô không yên tâm. Trên đời này, bậc cha mẹ có thể làm ra chuyện như hôm nay, cô thật sự không tìm ra được người thứ hai. Mẹ Vạn vừa đoan trang vừa hào phóng, khi cười cũng vô cùng có khí chất. Bà được chăm sóc rất tốt, cho dù đã hơn 50 tuổi thì thoạt nhìn cũng không thấy già chút nào, trái lại giơ tay nhấc chân đều toát ra sự ung dung và tao nhã. Nghiêm túc chứ, mẹ Vạn cười nói, bác hiểu nỗi băn khoăn của cháu, có phải cháu cảm thấy chuyện hôm nay vô cùng kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi hay không? Tô Yên gật đầu. Mẹ Vạn cười nói tiếp, Vạn Nhất do bác sinh ra, nó là con bác, trong lòng nó nghĩ gì, thân là người làm mẹ như bác biết rõ, nó thích Lâu Doanh. Nhớ có lần nó bị đứt tay trở về, bác hỏi ai đánh nó nói là vợ tương lai, bác đã rất kinh ngạc. Lúc ấy bác còn nghĩ, vợ tương lai này liệu có phải là đàn ông hay không? Mẹ Vạn rất dí dỏm, nhớ lại chuyện ngày xưa, chính bà cũng không nhịn được cười. Đây là sự vui mừng và thanh thản của người làm mẹ. Cháu quen biết Vạn Nhất lâu như vậy, hẳn là cũng biết, nó chưa từng có bạn gái. Thế nên bác đã nghĩ, không phải là nó không thích con gái đấy chứ. Sau này biết con dâu tương lai là phụ nữ, bác đã yên tâm hơn nhiều. Bác đã quan sát cô bé Lâu Doanh này rồi, con người tuyệt đối rất tốt, ánh mắt của con trai bác không tệ. Mẹ Vạn rất tán thưởng Lâu Doanh, thật lòng thích Lâu Doanh. Tô Yên nói, Lâu Doanh quả thật rất tốt. Cháu nói hơi bất kính một chút, ai cưới được Lâu Doanh tuyệt đốt là phúc của tổ tiên ban cho. Bác đồng ý với lời này, hiện tại con trai bác bị ngốc rồi mà Lâu Doanh vẫn có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc nó như vậy. Đưa ra chuyện đi du lịch kết hôn mặc dù hơi hoang đường, nhưng trong lòng bác thật sự rất vui. Cho dù con trai bác ngốc cả đời, có Lâu Doanh ở đây, bác xuống mồ cũng yên tâm. Mẹ Vạn nhìn thấu tất cả, không hề hồ đồ. Biết suy nghĩ của mẹ Vạn, Tô Yên cũng yên tâm. Ban đêm, Lục Cận Phong về nhà, Tô Yên kể lại chuyện của Lâu Doanh và Vạn Nhất, Lục Cận Phong cũng rất kinh ngạc. Tên này đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, trước kia dùng hết 36 kế vẫn không thể lừa được người ta vào chồng, lần này bị sét đánh một cái, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng có luôn, bị đánh đáng giá lắm. Chương 459, cái đuôi sau lưng. Lục Cận Phong cởi cúc áo sơ mi. Hỏi, bao giờ bọn họ đi du lịch kết hôn? Ngày mai, sao vậy? Em vừa bảo Lâu Doanh mời chúng ta đi du lịch cùng đúng không? Vừa hay dạo này đẹp trời, hiện tại cũng không có chuyện gì quan trọng, anh đưa em đi du lịch cùng họ nhé. Lục Cận Phong sờ mặt Tô Yên, nói, anh nợ em một hôn lễ, cũng chưa từng đi du lịch với em, nhân cơ hội lần này, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi. Trong lòng Lục Cận Phong cảm thấy mắc nợ Tô Yên. Không có một hôn lễ chính thức. Cũng chưa đưa Tô Yên đi chơi thật sự, quãng đời còn lại rất ngắn ngủi, cùng người yêu làm chuyện có ý nghĩa, cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa. Được, Tô Yên vui sướng trong lòng, mỗi tế bào trong cơ thể dường như đều được ngâm trong hũ mật,
vậy ông xã, chúng ta đưa cả con trai đi à? Nếu muốn đưa con đi thì ít nhất phải dẫn theo ba bảo mẫu, khách sạn cũng phải nhanh chóng đặt trước, ít nhất phải đặt ba phòng. Bé ba khá là bám em, chúng ta đặt một căn phòng lớn một chút, để bé ba ngủ cùng chúng ta. Nghe kế hoạch của Tô Yên, Lục Cận Phong vội vàng nói, các con quá nhỏ, đi đường gập ghềnh, để bọn nó ở nhà đi. Mang theo các con thì trải qua thế giới hai người thế nào được? Vậy nếu các con nhớ chúng ta thì phải làm sao? Tô Yên không yên tâm, để bọn nhỏ ở nhà, nếu các bảo mẫu sơ ý, để bọn nhỏ gặp chuyện không may, chúng ta không thể quay trở về ngay được. Không sao, anh sắp xếp xong cả rồi, để cha mẹ vợ qua đây chăm nom mấy ngày. Nhưng mà... Lục Cận Phong ngang ngược ngắt lời, không nhưng nhị gì cả. Sao, không muốn trải qua thế giới hai người với ông xã à? Lúc này Tô Yên mới hiểu ý của Lục Cận Phong, cô nhào vào ngực Lục Cận Phong, cười nói, tất cả đều nghe theo anh. Thế mới ngoan chứ. Tô Yên không chỉ muốn Lục Cận Phong vui, mà còn muốn nắm được tình trạng cơ thể của Lâu Doanh bất cứ lúc nào. Bên phía xa thành nghị vẫn chưa có tiến triển gì, Tô Duy lại không rõ tung tích, cô lo lắng Tô Duy sẽ xuống tay với Lâu Doanh một lần nữa. Ngày hôm sau, mọi người đều thuộc phái hành động, thu xếp hành lý xong liền chuẩn bị lên đường. Sáng sớm Hạ Vũ đến báo cáo công việc, biết Tô Yên và Lục Cận Phong sắp đi du lịch ở thành cổ thì rất bất ngờ. Đại ca, có thể dẫn cả em theo không? Em sẽ phụ trách sự an toàn của mọi người. Lục Cận Phong lạnh lùng liếc Hạ Vũ một cái, cậu muốn đến châu Phi trải nghiệm cuộc sống. Một chút tinh mắt cũng không có, con cái còn không mang theo, hai người sẽ dẫn một cái bóng đèn lớn như vậy theo ư. Hạ Vũ nghe vậy lập tức lắc đầu như điên, đại ca, em không muốn đi một chút nào nữa, em trông nhà. Tô Yên nghĩ tới một chuyện, nói, nhiệm vụ của cậu là theo đuổi được Tần Nhã Hân, làm bạn trai tốt 24/7. Hạ Vũ, hiện tại tập trung vào Lâu Doanh, chuyện của Tần Nhã Hân đành tạm thời để sang một bên. Nhưng Tô Yên cũng không muốn Tần Nhã Hân sống thảnh thơi như vậy, để Hạ Vũ đi khiến cô ta ghê tởm cũng không tồi. Lãnh Phùng đang phụ trách vụ án của Tần Nhã Hân, một khi nắm được chứng cứ xác thực, thì sẽ còng tay cô ta lại ngay. Hạ Vũ vô cùng bất lực, chị dâu, tôi đã cố gắng hết sức rồi, cô ta chướng mắt tôi. Lục Cận Phong chỉ cho một chiêu, gái tốt sợ nhất trai mặt dày. Đại ca, mấu chốt là Tần Nhã Hân không phải người tốt mà. Hại vợ chồng Lục Cận Phong. Hai người lên xe, Lục Cận Phong bỏ lại một câu, trông chừng bên phía bệnh viện, nếu có sơ suất gì thì cậu đi châu Phi trải nghiệm cuộc sống đi. Đúng là hai con người vô tình. Trước khi ra sân bay, Tô Yên gọi điện thoại cho An Hinh, lần này đã nghe máy. Hinh Hinh, cậu có khỏe không? Giọng nói của An Hinh rất bình tĩnh, Tô Yên, mình không sao, mình đang ở nhà. Đừng lo cho mình sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Tô Yên quả thật có nghe thấy giọng của An Chí Thanh ở trong điện thoại, không đợi cô nói tiếp, An Hinh bỏ lại một câu, cha mình tìm mình cúp máy trước đây. Đoạn cúp điện thoại luôn. Tô Yên nhìn chằm chằm điện thoại, im lặng thật lâu, vốn muốn gửi tin nhắn cho An Hinh để an ủi cô một chút, nhưng suy nghĩ rồi lại vẫn thôi. Bây giờ bất cứ lời an ủi nào đều là vô nghĩa. Tô Yên và Lục Cận Phong chạy thẳng đến sân bay, tập hợp với bọn Lâu Doanh. Bạch Phi Minh cũng đi theo, đầu cua gọn gàng, âu phục trắng tinh, hiên ngang mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo nam nữ đều mê, khiến không ít cô gái trong sân bay nhìn lén. Lâu Doanh ghen tị, Phi Minh, cậu đúng là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt. Bó tay rồi, trời sinh đã thế. Bạch Phi Minh đút hai tay trong túi quần tây, bỏ lại một câu, mình chờ các cậu ở trên máy bay. Sau đó đi vào. Tô Yên nhìn Lâu Doanh, nói, gần mực thì đen. Giọng Bạch Phi Minh càng ngày càng giống Lâu Doanh, đặc biệt là lúc tự kỷ. Tô Yên nói rồi cũng kéo Lục Cận Phong đi qua cửa kiểm tra an ninh. Càng khiến người ta tức chính là, trước khi đi Lục Cận Phong còn bổ sung một câu, cô em vợ, chăm sóc chồng em cẩn thận đấy. Lâu Doanh liếc nhìn Vạn Nhất đang uống sữa, buồn bực không thôi. Chị ơi, em đói. Vạn Nhất xoa bụng, em muốn uống sữa. Đợi lát nữa. Lâu Doanh vừa buồn bực vừa thành thạo pha sữa, không sợ ánh mắt của người đời, đưa Vạn Nhất đang uống sữa qua cửa kiểm tra an ninh. Ngồi máy bay rồi chuyển sang xe buýt, lúc mấy người đến thành cổ và vào khách sạn thì đã là 8 giờ tối. Lần này mấy người đều rất khiêm tốn, Lục Cận Phong cũng không dẫn vệ sĩ hay tài xế theo, bọn họ giống như du khách bình thường, không ai có thể ngờ mấy người này lại là nhân vật lớn mà hai bên hắc bạch đều phải kiêng dè.
Sau khi nhận phòng khách sạn, việc đầu tiên chính là đi ăn. Bên trong thành cổ vô cùng nhiều đồ ăn, mấy người sắp xếp một chút rồi ra ngoài đi ăn. Đi trong con hẻm nhỏ của thành cổ, dẫm lên đá xanh, hóng gió thoang thoảng, Tô Yên khoác tay Lục Cận Phong, trong lòng cũng giống như gió thoảng, vô cùng ấm áp. Trong thành cổ hết sức náo nhiệt, hàng hóa rực rỡ muôn màu, mùi thơm của đặc sản các vùng bay trong không khí, âm nhạc khi thì du dương khi thì ầm ĩ, còn có tiếng trò chuyện ồn ào của mọi người, tất cả đan vào trong các con hẻm nhỏ mang phong vị cổ xưa này. Ông xã, em muốn thả đèn nổi. Tô Yên nhìn thấy rất nhiều người đang thả đèn bên dòng sông, cô cũng chợt muốn đi thả một cái. Được. Lục Cận Phong trả tiền mua hai cây đèn nổi hay còn gọi là đèn cầu nguyện. Tô Yên ngồi bên dòng sông cầu nguyện trước cây đèn, sau đó mới thả vào trong dòng sông. Ông xã, anh vừa cầu nguyện. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Tô Yên chợt liếc thấy trong dòng người đông đúc có một bóng dáng quen thuộc. Chỉ là loáng cái đã không thấy đâu nữa. Cô nhìn nhầm rồi ư. Tô Yên nhìn khắp bốn phía, Vạn Nhất đang đứng im trước một quán đồ ăn vặt không chịu đi, nằng nặc đòi ăn trao đậu hũ, Lâu Doanh vừa tức giận vừa trả tiền mua cho anh ta. Bạch Phi Minh cũng đang đi dạo cách đó không xa, cô mặc trang phục đàn ông trêu chọc không ít hoa đào, có cô gái còn đến gần bắt chuyện. Yên Yên, sao vậy? Lục Cận Phong nhận ra sự kỳ lạ của Tô Yên. Nhìn nhầm người, Tô Yên lắc đầu, thấy một đám người đứng túm tụm cách đó không xa, cô cảm thấy hứng thú nói, ông xã, chúng ta qua đó xem đi. Tô Yên kéo Lục Cận Phong đi về phía trước, trong đám đông, ánh mắt của một người đàn ông vẫn luôn dõi theo hai người. Ánh mắt kia khiến người ta rất khó chịu, Lục Cận Phong cũng nhận ra, anh nhìn vào đám đông, quá nhiều người, gần như là người trên người, không phát hiện ra kẻ nào khả nghi. Chương 460, nối tơ hồng trên đá nhân duyên. Lục Cận Phong vẫn luôn duy trì cảnh giác, bảo vệ bên cạnh Tô Yên, ánh mắt không dám rời đi một chút nào. Cách đó không xa, mọi người đều đang vây quanh một tảng đá lớn, đằng trước tảng đá giống như hình người, trên tảng đá có khắc ba chữ đá nhân duyên. Vô số sợi tơ hồng được phát trên tảng đá, truyền thuyết kể rằng, chỉ cần hai người chọn chúng cùng một sợi tơ hồng, như vậy đối phương chính là một nửa còn lại của mình. Duyên định sẵn ba đời, Nguyệt Lão thắt tơ hồng, buộc chặt hai người lại với nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Không ít cặp đôi đang thử, một nam một nữ đứng hai bên tảng đá, chọn lựa trong vạn sợi tơ hồng. Gần như không đôi nào có thể chọn chúng cùng một sợi. Cũng có nam nữ xa lạ không quen biết nhau lên chọn tơ hồng, ngụ ý là Nguyệt Lão làm mai, chưa biết chừng có thể trở thành một đoạn giai thoại. Lâu Doanh cũng dắt Vạn Nhất đến. Mấy người nhìn vài đôi nam nữ chọn tơ hồng nhưng đều không chọn chúng. Lâu Doanh không nhịn được ném đá, đây mà là đá nhân duyên cái nỗi gì, đá chia đôi thì có. Bạch Phi Minh nói, những thứ này đều là giả, chỉ là thủ đoạn kinh doanh của khu du lịch mà thôi. Phàm là nam nữ muốn lên thử đều cần trả phí. Giá cả không đắt, thế nên mới hấp dẫn không ít người muốn thử. Vạn Nhất vỗ tay, chị ơi, em muốn chơi, em muốn cái sợi đỏ đỏ đó. Lâu Doanh không có hứng thú, không có gì vui cả, nếu anh thích thì em sẽ mua cho anh một đống tơ hồng, anh cứ từ từ mà chơi. Lục Cận Phong hỏi Tô Yên, em muốn thử không? Đúng là Tô Yên hơi động lòng, có. Lâu Doanh hỏi, không sợ bị Nguyệt Lão chia rẽ à? Trừ khi Nguyệt Lão giả đầu ngu ngốc, Lục Cận Phong rất tự tin. Hai người đi lên trả phí, sau đó Tô Yên và Lục Cận Phong chia nhau đứng ở hai bên của tảng đá nhân duyên. Nhiều sợi tơ hồng đan vào nhau như vậy, đúng là khó mà tách ra nổi. Tô Yên nhìn đầu sợi, chần chừ một lúc, lại nhìn sang Lục Cận Phong đang nghiêm túc chọn lựa. Hai người nhìn nhau, lúc này mới ra tay, mỗi người chọn một đầu, sau đó gỡ dần theo đầu sợi tơ. Lâu Doanh bĩu môi, Phi Minh, chúng ta đánh cược đi, hai người này chắc chắn không chọn chúng. Bạch Phi Minh cũng rất thẳng thắn, cược bao nhiêu tiền? 100.000 thôi, gần đây mình nghèo lắm. Bạch Phi Minh liếc xéo Lâu Doanh, 200. Lâu Doanh cắn răng, chốt. Trong lúc hai người có kè chốt cược, Tô Yên và Lục Cận Phong ở bên này đã gỡ xong sợi tơ hồng rồi. Mỗi người cầm một đầu sợi dây tơ hồng, kỳ tích chính là, hai người thật sự chọn chúng cùng một sợi. Lâu Doanh khiếp sợ, mẹ nó, duyên phận gì đây, thế này mà cũng chọn chúng được, trúng số à. Bạch Phi Minh chìa tay, 200.000, chuyển cho mình. Lâu Doanh. Cô muốn quỵt nợ ghê. Tô Yên và Lục Cận Phong là cặp đôi duy nhất chọn chúng cùng một sợi tơ hồng trong tối ngày hôm nay, những người vây xem cũng hết sức kinh ngạc.
chuyện này còn khó hơn cả trúng xổ số, không ngờ lại có người chọn trúng thật. Tô Yên và Lục Cận Phong nhìn nhau cười một tiếng, tơ hồng quấn trên đầu ngón tay. Đột nhiên, sợi tơ hồng đứt lìa, hai người đều rất kinh ngạc, trong lòng cũng giống như có cái gì đó đã đứt đoạn. Một ông già đứng bên cạnh đá nhân duyên lắc đầu thở dài, vốn là duyên ba đời, đáng tiếc, đáng tiếc. Lục Cận Phong nhíu mày, tháo sợi tơ hồng xuống, chất lượng quá kém. Tô Yên nhìn sợi dây đứt đôi, trái tim giống như bị cái gì đó đâm một cái. Yên Yên, Lục Cận Phong gọi cô một tiếng, bước tới cầm tay cô, trò chơi mà thôi, đừng cho là thật. Tô Yên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ừm. Thấy tơ hồng của Lục Cận Phong và Tô Yên đứt đoạn, Lâu Doanh không tin tà ma, nói, Phi Minh, chúng ta cũng lên chơi thử đi. Không, cậu với Vạn Nhất đi là được, đừng kéo mình theo. Bạch Phi Minh từ chối thẳng thừng. Cô là một người độc thân, chơi cái gì mà chơi. Lâu Doanh dùng phép khích tướng, mình thấy cậu không dám chơi thì có, cậu sợ mình chọn chúng cùng một sợi với một gã đàn ông vừa già vừa xấu chứ gì. Khích tướng cũng vô dụng, Bạch Phi Minh lạnh lùng nói. Phải chơi. Lâu Doanh mặc kệ Bạch Phi Minh đồng ý hay không, nhất quyết kéo Bạch Phi Minh đi. Bên cạnh đá nhân duyên có rất nhiều người trẻ tuổi độc thân muốn thử, chưa biết chừng thật sự có thể dắt một cô bạn gái về đó. Biển người chen chúc, Lâu Doanh trả tiền của ba người, kéo Vạn Nhất và Bạch Phi Minh cùng đi. Trong lòng Lâu Doanh không tin cái này, chẳng qua cô thấy Lục Cận Phong và Tô Yên đều chọn chúng, làm cô cũng tò mò muốn chơi thử. Lâu Doanh nói quy tắc cho Vạn Nhất gật đầu, cái hiểu cái không chị, em biết rồi. Lâu Doanh tưởng là anh biết thật, hai người bắt đầu chọn tơ hồng. Lâu Doanh không đắn đo nhiều, chọn cái ở gần mình nhất, cô gỡ dây dần dần, nhẹ nhàng kéo ra, kéo đi kéo lại vẫn không nhúc nhích, chứng tỏ một đầu còn lại của sợi tơ hồng đã bị người ta túm lấy. Lâu Doanh thầm vui trong lòng, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong tay Vạn Nhất có một nắm tơ hồng. Mà sợi tơ hồng trong tay Lâu Doanh chính là một trong số đó. Vạn Nhất giơ nắm tơ hồng lên, cười ngốc nghếch, chị xem này, màu đỏ đẹp quá. Lâu Doanh giận đến mức đi lên véo tai Vạn Nhất, ra vẻ hung dữ, anh chọn tận một nắm, thế nào, muốn hậu cung có 3.000 mỹ nhân à? Chị, đau, đau, Vạn Nhất thủi thân vô cùng. Đồ ngốc này, em bảo anh chọn một cái, anh lại chọn tận một nắm. Chẳng ai ngờ Vạn Nhất sẽ trực tiếp cầm một nắm tơ hồng. Tô Yên cười bảo, đừng nói chứ, tuy không ra bài theo lẽ thường, nhưng một chiêu này cũng có tác dụng mà. Nhìn xem, không phải hai người đã chọn chúng cùng một sợi tơ hồng rồi sao? Điều này chứng tỏ hai người thật sự có duyên. Tuy Vạn Nhất cầm một nắm, nhưng chỉ có sợi của em là ở trong tay của anh ta, đây không phải duyên phận thì là gì? Lâu Doanh trợn mắt lườm Vạn Nhất một cái, Vạn Nhất cúi đầu không dám nói năng gì, điển hình của kiểu bị vợ quản nghiêm. Em đi mua bình nước hạ hỏa. Lâu Doanh kéo Vạn Nhất ra khỏi đám đông. Lục Cận Phong nhìn ra Tô Yên không vui lắm vì chuyện dây tơ hồng bị đứt, anh siết chặt bàn tay đang nắm tay cô, nói, không phải vừa nãy em nói là chưa ăn no sao, chúng ta đi mua chút đồ ăn. Ừm, bốn người cứ vậy đi hết, chỉ còn lại Bạch Phi Minh ở đó. Về phần Bạch Phi Minh, cô chọn đại một sợi, chỉ định chơi cho vui mà thôi. Bạch Phi Minh kéo sợi tơ hồng, bỗng cảm thấy đầu còn lại có sức lực. Cô lại dùng sức kéo một cái, đầu bên kia cũng có người kéo một cái. Bạch Phi Minh ngẩng đầu, người đàn ông ở đầu bên kia sợi dây tơ hồng cũng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt ấy, dường như mọi thứ trên đời đều trở thành phông nền. Người đàn ông trước mắt mặt mày như họa, ngũ quan anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt kia, sâu xa như biển, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể sa vào. Mà người đàn ông này chính là người trước đó đã theo dõi Tô Yên. Bạch Phi Minh mặc trang phục đàn ông, trong mắt người ngoài, cô chính là đàn ông. Hai người đàn ông chọn chúng cùng một sợi tơ hồng, quần chúng vây xem đồng loạt ồ lên. Có một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi si mê nói, có ai phát hiện ra hai người họ thật xứng đôi hay không, đây là hai người đàn ông xứng đôi nhất mà tôi từng gặp đó. Người đàn ông cũng xứng người, anh ta nhìn Bạch Phi Minh trước mắt. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người đàn ông xinh đẹp như vậy. Không đợi người đàn ông nọ mở miệng, Bạch Phi Minh đột nhiên giật đứt sợi dây tơ hồng, lạnh lùng quay đi. Người đàn ông cầm đầu còn lại của sợi dây tơ hồng, đưa mắt nhìn bóng lưng Bạch Phi Minh rời đi, nhất thời quên cả phản ứng. Như Phúc, không ngờ duyên phận của cậu lại là đàn ông đấy, chẳng trách cậu lại độc thân nhiều năm như vậy, ha ha. Bạn đồng hành Lương Nghi ôm bụng cười ngặt nghẽo, mà nói chứ, người đàn ông kia đẹp thật đấy,
trắng trẻo sạch sẽ, còn đẹp hơn cả con gái nữa. Cậu còn không mau đuổi theo đi, đây chính là Tơ Hồng Nguyệt lão buộc cho đấy. Từ Như Phúc lạnh lùng liếc Lương Nghi một cái, lắm điều. Bỏ lại câu này, Từ Như Phúc cũng quay đi. Ông già đứng bên cạnh đá Nhân Duyên lại lắc đầu thở dài một lần nữa, nhân duyên tốt như vậy mà, đáng tiếc, đáng tiếc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.